Sáng hôm nay tiếp tục nói những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang về năm cái điều quan trọng giúp cho hành giả tu tịnh độ đủ được cái nhân duyên để mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc và A Di Đà Phật. Đây là những cái điều mà Tổ sư Ấn Quang dạy rất là thiết yếu giúp cho hành giả tu tịnh độ, nên nắm bắt năm cái điều quan trọng này. Thứ nhất, hãy nên tìm một nơi chân thật tu đạo, giữ tâm khiêm hạ, chết sạch những vọng động, tu trì tịnh nghiệp. So ra có ít hơn hàng ngày đi du hành, bôn ba nhọc nhằn. Điều thứ hai, nghĩ không còn sống bao lâu trong thế gian, cái chết có thể đến trong sớm tối, nào còn dám xen vào chuyện người khác. Thứ ba, người tu tịnh nghiệp cần phải nghiêm trì tịnh giới, sanh lòng tin chân thật, phát nguyện thiết tha, chí thành cung kính trì danh hiệu Phật, bất luận niệm ra tiếng hay niệm thầm, đều phải nhiếp tai lắng nghe, thường nghe thấy tiếng niệm Phật, tâm sẽ tự quy nhất, cách này ổn thỏa, thích đáng nhất, bất luận thượng trung hạ căn, đều được lợi ích, trọn không bị bệnh. Điều thứ tư, dẫu cho tâm đã tịnh, vọng bị khuất phục, cũng chớ nên sanh lòng hoan hỷ tự khoe khoang với người khác, có một phần bèn nói tới mười phần, đấy cũng là cái gốc bị ma dựa. Điều thứ năm, gặp bất cứ ai đều khuyên họ niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Giờ chúng tôi nói từng phần. Điều thứ nhất là hãy nên tìm một chỗ chân thật tu đạo, tìm một cái nơi như thế nào gọi là chân thật tu đạo. Chỗ đó là cái chỗ chân thật, tức là cái nơi đó thiên thời địa lợi nhân hòa, khí hậu ở nơi đó không có nóng quá, không lạnh quá. Vì con địa của mình, con người phàm phu, nó sẽ bị ảnh hưởng cái đại vũ trụ nóng lạnh, rồi gặp những chuyện động đất vân vân, nó sẽ gây đến tánh mạng của mình. Cho nên thành ra ở một cái nơi đó khí hậu phải ôn hòa. Hoặc giả là mình ở dưới miền Tây, mình không có duyên lên Đà Lạt hoặc đến cái chỗ mát mẻ, thì mình cũng phải tìm một chỗ ôn hòa, thanh vắng nhưng không vắng vẻ quá. Có nhiều người họ kêu phải đi xa, không có một người đi tuốt trong rừng, trong rú. Thì Tổ sư Ấn Quang ngày không có chấp thuận và không đề xướng chuyện này. Nếu mình đi vào xa xôi hẻo lánh quá đó, thì Ngài nói chỉ mấy thân gạo, nghĩa là chỉ có mấy ký gạo thôi, mà kẻ cướp họ vô họ giết mình. Thì chỗ này không phải là chỗ chân thật. Cái chỗ chân thật đó là không có xa chợ lắm, mà ở gần sát chợ, sát nơi ồn náo thì mình tu cũng không được. Suốt ngày nhạc rồi chợ búa đồ nó làm sùm hết trơn thì mình khó tu. Có một cái chùa ở dưới Sa Đéc, vì thượng tọa nó nói tôi ngày nào cũng được nghe chữ lộn, hai vợ chồng về thôi chữ lộn tối ngày,
chồng uống rượu về xỉn xỉn bắt đầu là chửi, và vợ bà cũng không có nhịn, bà cũng khó chịu cho nên hai người cãi lộn tối ngày. Cho nên thành ra kinh nghiệm đời tôi, giờ đây giáo hội đã giao cho tôi cái tỉnh xá rồi, tôi đâu có đi đâu được nữa đâu, chứ mà đúng ra thì phải tìm một cái nơi thanh vắng. Thì chúng tôi thấy cái vùng Đức Trọng Đà Lạt trên thành phố thì đông đảo quá và lạnh hơn ở dưới này. Cho nên ở dưới này là cái khí hậu nó trung hòa, nó ấm mà rất là dễ chịu. Thì sở dĩ vì sao mình đến được cái nơi này, chánh báo tức là tâm của mình nó tương ưng với y báo, mình tới đó là mình thích liền. Năm 1992 là chúng tôi khi lên trên Đà Lạt, đi lên cái đèo Bà Ren là thấy giống như là cái quê nhà mình hồi xưa có ở đây, thích vô cùng. Và nói trong lòng hứa hẹn là từ đây đặt chân ở trên núi này là lên trên Đà Lạt. Từ Đồng Nai, lúc đó chúng tôi học trường cơ bản Phật học Đồng Nai, chùa Pháp Hoa, thì Hòa Thượng Thiện Thắng. Thì khi lên trên này là thấy thích cái khí hậu, và dầu cho nó đói khát khổ cực, dầu cho mình ở đợ ở chùa người khác cũng thích. Nhìn thấy thông nó buổi sáng gió, buổi chiều gió nó reo nó kêu giống như mưa chuẩn bị đến rồi, thấy thích vô cùng. Thì mình ở một chỗ lâu dài thì mới thành tựu được đạo nghiệp, sự nghiệp ngoài đời cũng như đạo nghiệp ở trong đạo. Mình thường nghe cái câu ông bà xưa mình hay nói là an cư lạc nghiệp. An cư là ở một cái nơi đó an ổn lâu dài thì sự nghiệp mình nó mới có thể hanh thông, nó an lạc, nó ổn định được. Nhưng chúng tôi thấy một số các vị tiền bối đi trước, như là Ngài Hư Văn Lão Hòa Thượng, khi Ngài tìm được một cái núi ở trên đó rồi, Ngài ở trên đó không xuống núi. Rồi có một cái lúc Phật tử biết được Ngài vị gọi như là chứng đạo rồi, lên núi quá đông. Rồi một số các chùa khác họ ghét, họ không thích, cho nên họ quen thân với bên chính quyền Trung Quốc, họ cho người lên chặn lại và gây trở ngại, và không cho người mang thực phẩm lên nữa, gạo, lúa, bắp, rau củ là không cho lên nữa. Thì Ngài trồng trọt, Ngài trồng cho nó ăn, họ cũng lên kiếm chuyện đánh Ngài, coi như là máu đổ máu ra luôn. Và các vị đệ tử Ngài nói: bạch thầy, thôi thầy trò mình đi xuống núi, đi nơi khác đi. Ngài nói không, chỗ nào chướng ngại mình phải ở ngay chỗ đó cho qua chướng ngại, nếu mình đi nơi khác thì tiếp tục chướng ngại nữa, rồi đi nơi khác tiếp tục chướng ngại nữa. Vì chướng ngại này không phải do hoàn cảnh bên ngoài, không phải do người khác, mà do tâm của mình. Tâm của mình chưa được vô quái ngại, tâm của mình làm chướng ngại nghiệp của mình hay chướng ngại người khác, thì bây giờ cái quả báo mình phải thọ lãnh. Mà đánh Ngài là đệ tử Ngài thấy là Ngài chết chắc rồi đó, đánh máu me rồi. Mấy người lính đó, người ta lại, người ta đưa tay vô cái lỗ mũi coi thử còn thở không. Mà Ngài lúc đó Ngài nhập định, vô định cái là tâm Ngài xuất ra khỏi thân, đánh gì đi nữa không biết đau đớn gì hết cả. Nhưng mà các vị đệ tử Ngài thì cũng bị đánh nhưng mà chịu không nổi. Một số người phải bỏ xuống núi chịu không nổi. Thì khi mà họ đi cái một hai ngày sau, bắt đầu Ngài cái gì mới trở lại bình thường, ngồi máu me đầy hết trơn. Rồi bắt đầu là đệ tử Ngài còn một ít người lo lắng. Xong đó rồi Ngài nói là mình thương người đó, mình khởi lên thiện niệm thì có thiện thần, thiện hộ pháp đến gia hộ cho mình. Quả thiệt như vậy. Có một cái vị ở cái cấp lớn hơn ở trên cái vùng đó tới, và thấy sự tình như vậy, bắt đầu mới lên hỏi Ngài, và Ngài gần như là nhận cái lỗi mình hết. Thì cái vị kia bị cảm động, không có tố cáo người đó. Mà cuối cùng ông đó ông lại đi bắt cái người mà lại gây chuyện với Ngài Hư Văn và bắt đầu cho người mang núi lên núi, mang đồ đạc đồ lên trên đó. Rồi cái vị đó cảm động quá, rồi giúp cho Ngài xây dựng một cái ngôi chùa trang nghiêm mỹ lệ. Thường cái trở ngại đó là cái sự thử thách. Trời muốn cho một người đó làm một việc lớn thì phải làm cho người đó khổ cực nhọc nhằn, gân cốt phải là mỏi mệt, làm chướng ngại cho thiệt nhiều. Con người đó có chịu đựng nổi không?
Nếu người đó chịu đựng nổi thì người đó có thể làm việc lớn. Còn khi mà họ thấy đây là trở ngại, đây là tổn thương, đây là tổn thất, đây là quê nhục, họ phải đi tìm một nơi khác, thì người này không làm được việc lớn. Cho nên Tổ sư Ấn Quang hay nói là trời muốn giao cho người đó một việc, trước phải làm cho họ nhọc thân, nhọc tâm, thân thể phải gặp nhiều chướng ngại. Khi họ vượt qua được rồi, con người này mới gọi là con người siêu quần bạc tụy. Thì con người này có thể làm được việc lớn. Rồi đó trời mới giao cho họ một việc lớn. Thì nói về nhân quả, khi mà mình trả những quả ác nó qua rồi đó, thì bắt đầu cái thiện quả, cái quả tốt lành bắt đầu nó hưng khởi. Đó là quy định của nhân quả. Còn cái người mà họ đang hưởng phước, họ đang sung sướng, họ lên trên đỉnh cao rồi đó, thì ít có ai mà nghĩ rằng một ngày nào mình sẽ rớt xuống. Họ tiếp tục họ cứ lao lao phóng lao theo lao, rồi đến lúc nó rớt xuống một cái là tan xương mất mạng. Trên Tổ Ấn Quang người nói có người nào mà đang lên leo lên trên đỉnh cao huynh quang mà có nghĩ một ngày nào rớt xuống không? Ít ai nghĩ chuyện này. Có người nào khổ đau và gặp những chướng ngại cùng cực mà họ nghĩ rằng có thể vượt qua không? Một ngày nào đó họ sẽ thanh thông trên mảnh đất này không? Hiếm lắm. Cho nên mình biết rằng là nghiệp chướng nó đến với mình là do mình chiêu cảm quả ác, do nhân ác mình đã tạo. Cho nên Lão Hư Vân Hòa Thượng khi ở nơi đó qua chướng ngại rồi, thì Ngài gây dựng một cái ngôi Tam Bảo Dạ Lam, xong bắt đầu Ngài xuống núi, Ngài kêu đúng lúc phải đi, giao lại cho các hàng đệ tử. Mà các vị mà đi nơi khác xong thấy bắt đầu hành thông rồi yên ổn, bắt đầu chạy về lại. Con người mình nó là vậy đó. Thì con người này không làm được gì hết, gọi là khổ không trùng cùng chung, gọi là đồng cam cộng khổ. Mà họ thích sướng, họ thích sung sướng, bởi vì bản chất con người là ghét khổ xích sướng mà. Họ gặp khổ là họ tránh liền, nhưng mà chỗ đó yên ổn sướng rồi họ chạy về. Thì Ngài cũng vẫn dung nạp thôi, lòng từ bi của Ngài vẫn dung nạp. Nhưng mà Ngài biết con người này không làm việc lớn, mà con người này cứ chướng ngại. Không có sống cùng sống mà không có chết cùng chết, không có khổ cùng khổ mà không có sướng cùng sướng, không có buồn cùng buồn mà vui cùng vui. Đáng lẽ đánh như vậy thì mình phải kiểu như là hy sinh, có nghĩa là mình hy sinh tánh mạng mình để cho thầy mình có thể không bị nạn như vậy, để thầy mình có thể hoằng pháp lợi sanh, chứ đâu mà bỏ chạy mất tiêu vậy. Thì người này thì trong kinh điển mà các vị tổ sư nói là chuột nhắt. Biết chuột nhắt không? Chuột nhắt nó nhát lắm, mới cái nó chạy cũng như là xót đá cho quần rồi, nó chịu không nổi rồi. Còn con gì, con hương tượng là con voi vậy, voi thơm mà. Cái sức mạnh của nó kinh hồn và nó có thể chịu đựng tất cả những cái sự khổ nạn nặng nhọc đối với những đàn voi của nó. Cho nên thành ra là con người mà muốn an thân lập mạng thì phải chịu kham, chịu khổ, chịu thương, chịu khó. Đó là mẫu chuyện của Ngài Hư Vân. Trên tỉnh thất của mình thì năm 2015 mà chúng tôi qua Mỹ một cái là Phật tử bỏ chùa hết, kêu ông thầy nhàn ông đi rồi ai giảng, ai hướng dẫn đâu, nơi này nó lạnh lẽo quá, không có ai đến tu hành rồi. Họ đủ trò đủ chuyện họ nói, cho nên xuống núi bỏ nhà bỏ cửa bán rẻ quá chừng luôn. Khi chúng tôi về lại một cái nhà nó lên hụt, giá nó lên vụt, bắt đầu chạy vô lại. Rồi hình như bữa nay nghe bắt đầu dịch bệnh cái cũng xuống núi khá nhiều rồi đó. Thì không phải là người này tìm nơi chân thật tu đạo, con người này tìm một nơi để lợi dưỡng, con người này tìm một nơi để hưởng thụ, chứ không phải chân thật tu đạo. Cái người mà chân thật tu đạo là lúc mà gặp chiến loạn, dịch bệnh, gặp khổ đau, họ đồng cam cộng khổ, thì con người này mới có thể làm được việc lớn. Cho nên nói đến Hòa Thượng Tịnh Không, thì khi mà Ngài đến Đại Trung, Ngài ở đó 5 năm. Ngài Lý Bỉnh Nam nói 5 năm rồi tôi giới thiệu cho ông một vị thầy khác, rồi ông muốn đi đâu đó là tùy. Thì 5 năm sau đưa cái bộ văn sao cho Hòa Thượng Tịnh Không, thì Ngài cũng ngỡ ngàng tưởng là giới thiệu một vị thầy nào còn sống. Cuối cùng kêu thầy tôi đã vãng sanh, nhưng mà tất cả những cái cách sống của thầy tôi thành tựu được đạo nghiệp chí nguyện vãng sanh đều nằm trong này hết. Thì Hòa Thượng Tịnh Không lúc đó mới sực nhớ ra là trong 5 năm này mình đã học văn sao với thầy mình là Lý Bỉnh Nam.
và sau đó rồi ngài xin ở lại 5 năm nữa. Đó là cái cách học đạo của người xưa, khi thầy không cho và không giao đi nơi khác là họ chết sống ở nơi đó. Bởi vì cái đức họ không đủ, họ ra ngoài dầu cho tài họ quá giỏi, họ thuyết pháp coi như là thao thao bất tuyệt. Có một vị sư đó, họ thuyết pháp giỏi, giỏi mà người thầy phải kính nể, nhưng mà cuối cùng đi ra cái là ra chiến trận cái là bị thất bại. Giỏi quá làm coi như thuyết pháp có tiền, rồi người ta cúng dường tiền nhiều, rồi bắt đầu xây một cái khu riêng cho mình ở để hưởng thụ riêng một nơi đó, vẫn đi giảng, nhưng một thời gian cái bị con rắn nó cắn. Nó cắn cái rồi cái bắt đầu ở tại nhà, tại cái thất đó, rồi nhờ các vị thầy, mà các thầy cũng bận, đâu có ai ra khỏi chùa đi đến đó chăm sóc được đâu. Bởi vì bình thường mình ở một mình đi sinh sống một mình, mà đến lúc mà có nạn mà kêu đại chúng đến thì khó. Cái phước mình không đủ chứ không phải đại chúng bỏ mình. Cái lúc đó buồn xong rồi có cái bà bên cạnh bà đến bà lo cháo, lo cơm, rồi bà lo thuốc men, rồi xong cuối cùng có đứa con gái nó qua đó lo cái rồi dính luôn, về đời luôn. Đây gọi là tăng ly chúng tăng tàn luôn. Dầu cho mình giỏi gì đi nữa nhưng mà không được thầy hỗ trợ và không được cái đức của đại chúng bảo bọc thì tiêu ngay, chết chịu không nổi. Do một số các vị thầy ở đây đi ra một nơi, một như là Gia Lai, Kon Tum đi các nơi thì chúng tôi tùy hỷ thôi. Nhưng một số người đi vô cái chỗ quá sâu thẳm, đi 4-5 cây số lên trên núi và đi rất là vất vả, người ta tới người ta cúng dường cũng khó khăn. Thì cái chuyện để mà mình có được cái cuộc sống để mà mưu sinh thì nó rất là khó khăn. Phật tử đến cúng dường cũng khó khăn, đến học đạo cũng khó khăn. Họ đi trên đường nó cũng dễ bị trộm cướp nữa. Cho nên là nó không có xa nơi thành thị quá, và cũng không có ở chung với trong thành thị, thì nơi này là nơi lý tưởng, mát mẻ, thoải mái. Như khu chuyên tu mình lên Phi Nôm xuống Đức Trọng gần, nhưng mà mình vẫn rào dậu lại, muốn cho người vô là vô, muốn đóng cửa là đóng cửa, không ai được vô. Thì nơi này vẫn là cái nơi lý tưởng yên ổn, không xa thành thị quá, mà cũng không ở chung chạ dân sát bên cạnh mình đông quá. Cho nên cái vành đai của khu chuyên tu mình bữa nay là ai đến ở gần gì đi nữa cũng không thể nào là ồn ào được. Dẫu cho ban đêm họ có hát hò rồi cái gì đó, sinh nhật hoặc đám cưới họ la gì đó, đến 9-10 giờ họ mệt họ cũng ngủ à. Hôm sau không thấy la nữa nha, họ mệt rồi. Đâu phải nhiều nhà ở xung quanh đâu mà lo la hoài được. Lâu lâu có nhà hát la dài một ngày, hai ngày là hết, không la nữa, đuối à, không đi mệt rồi. Thì nó thoáng mát dễ chịu, không khí nó đủ cho mình sống, để niềm tìm cái nơi chân thật. Đó, cái ngài Lý Bỉnh Nam là hòa thượng Tịnh Không hay tán thán, nói là tôi không có bằng thầy tôi một cái gì hết, tôi chỉ hơn thầy tôi là tôi đi nước này nước nọ, nhiều người thỉnh mời cho tôi đi, nhưng mà trước khi ngài đi là ngài hàm dưỡng quá là sâu dày, 10 năm ở Đài Trung và 20 năm ở trong nhà bà Hàng Quán Trưởng, 30 năm họ hàm dưỡng, và hòa thượng hàm dưỡng đến mức độ là ngày nào không có người cũng giảng, một hai người cũng giảng luôn. Họ tập điêu luyện đến cái lúc mà coi như là lên pháp tòa là quá giỏi. Thì đó, người ta phải điêu luyện và ở một chỗ như vậy, gọi là ở một nơi an định chân thật, mà ở đó dầu cho khổ cực, dầu cho gặp chướng ngại như ngài Hư Vân đánh đổ máu luôn, đuổi xuống núi luôn, mà ngài vẫn thà chết ở trên chân núi đó. Bởi vì khi mình ở tại nơi đó là có long thần hộ pháp, và cái mảnh đất thân thương đã đùm bọc mình bao nhiêu năm rồi. Nhưng hôm nay chúng ta thấy các vị tu sĩ mình thực sự mà nói, chùa nào cũng nghĩ là nhà mình. Và khi không thích chùa này thì đi chùa khác, đến chùa đó phải làm lại từ đầu, vất vả vô cùng. Từ cái khí hậu, từ cái sinh hoạt, từ cái con người sống chung với nhau, vân vân đổi thay đổi 100% mới hoàn toàn lại. Phải mất cái thời gian để cho thân tâm mình hòa nhập vô trong cái cảnh đó, với con người đó, cả một kỳ công. Mà khi nó đã tuột dốc lần, nó cứ tuột hoài, đi hết chỗ này đến chỗ nọ, đi cùng đường mạt lộ rồi chết ngoài đường ngoài xá, đúng không? Nguy hiểm vô cùng. Cho nên nhớ tìm một nơi chân thật tu đạo, thiên thời địa lợi, nơi đó có thể là không phải là sỏi đá khô cằn, mà nơi đó, mảnh đất đó có thể trồng trọt mình sinh sống được, gọi là địa lợi. Và cái nơi đó không phải là mình cần là phải đi tìm cái phong thủy thiệt tốt, lên trên núi trên non đi liềm tìm long mạch, rồi đi tìm chỗ đó là phải nói là đất có vượng khí đồ mình ở. Nhưng mà không có nắm được phương pháp tu hành thì thời gian cũng xuống núi.
Nên ngài không có Ấn Tổ cũng như Hòa Thượng Tịnh Không, ngài Lý Bình Nam, ngài ở Đài Trung là chết một chỗ. Rồi Ấn Tổ ngài ở tại nơi chùa Pháp Cũ cũng mười mấy hai mươi năm, Linh Nham cũng ở suốt cả một đời trong đó. Nhiều người thỉnh ngài đi chùa khác chủ trì là ngài không chủ trì rồi. Cho nên thành ra là an thân lập mạng, an cư lạc nghiệp, phải một nơi đó chân thật ở lâu dài. Kinh nghiệm sống của chúng tôi khi ở tỉnh Thất Quan Âm lập nơi khai sơn lập địa năm 2000 đến 2010 rất an ổn. Khi 2010 người ta biết đến mình rồi, một cái mời đi tỉnh này tỉnh nọ, bắt đầu nó dắt đi hết tỉnh này tỉnh nọ, rồi nó dắt đi nước này nước nọ. Và qua tới Mỹ 2 năm thực sự là một cái chuyện du khê vô cùng. Cơ thể cơ địa của mình không phù hợp với khí hậu, với môi trường sống và cách ăn uống vân vân mọi thứ. Có bữa đi công việc, đi giảng, đi tổ chức pháp hội, lấy hamburger, rồi những cái gì của Mỹ ăn, mình ăn nó không có hợp, toàn là đi cầu đau bụng, đi cầu chảy mà nó từ cái khí hậu, mà từ Cali khí hậu là nó được được, nó mát mát một chút. Nó qua bên Utah, Atlanta, một cái là khí hậu khác hẳn liền, nó bay 4-5 tiếng mà. Còn xa hơn từ đây ra Hà Nội gấp đôi, gấp ba lần, bay từ tiểu bang này qua tiểu bang kia, xa mà khí hậu thay đổi. Đó. Cho nên thành ra nó làm cơ thể của mình cứ chao đảo hoài về cái sức khỏe. Rồi tinh thần mình nó không có hàm dưỡng nữa thì bắt đầu bệnh. Bệnh. Cho nên chúng tôi thấy ở yên một chỗ lâu dài thì đạo nghiệp mới thành tựu được. Đó là kinh nghiệm sống của chúng tôi. Thì tùy theo cái phước báu của mình, ví dụ mình ở tại chỗ đó tiền mình không có thì mình thuê nhà trọ. Hoặc giả mình nương nơi cái chỗ nào đó mình đi làm thuê làm mướn, mình ở trong nhà người ta. Cũng giống như là ngài Lục Tổ Huệ Năng khi mà được Ngũ Tổ Hoằng Nhẫm truyền y bát rồi, ngài đi đâu? Ngài vô đám thợ săn ở 19 năm, ở chung với đám thợ săn. Còn mình gì? Mình vừa đến một cái nơi đó, một cái là mình đòi hỏi phải xây cái nhà cho lớn. Cho nên Ấn Tổ nói thời đại hôm nay tu sĩ nói chuyện tu hành là phải xây dựng trước, phải xây dựng chùa chiền trước rồi mới nói đến cái chuyện tu hành sau. Thất bại lên dựng cái âm tranh, có nhiều tiền mình làm bấy nhiêu, không bượng mỏ, không cái sinh sỏ, không gây phiền phức người khác. Chúng tôi có nhiều nơi đi tới, mà cái chỗ Phú Yên, một số các nơi chùa sư cô quý thầy, trời ơi, trong cái làng đó nó nghèo quá trời luôn, họ nghèo quá chừng luôn, mà mình xây cái chùa quá lộng lẫy. Thực sự ở cái khu đức trọng mà tỉnh Thất Quan Âm mình thì nhà cửa người ta xây cũng chùa phú, chùa chiền cũng xây lớn. Đáng lẽ tỉnh Thất Quan Âm người ta ngồi tràn ra ngoài hết trơn là mình phải thấy cái chùa mấy tầng cho lớn lên, đúng không? Nhưng mà chúng tôi thấy cái tâm lý Phật tử họ vô chùa họ thấy lộng lẫy sang trọng quá. Thứ nhất là họ nói ô cha cái chùa này giàu quá, thôi cúng làm gì nữa. Mà nhiều cái chùa xây quá trời lộng lẫy mà không có người đến tu. Vì vị trụ trì đã để toàn tâm vô cái chuyện là xây, cho nên thành ra không còn tâm tư đâu vô để nghiên cứu Phật Pháp và dụng công tu hành. Cho nên đâu có chiêu cảm được đâu. Thành ra là tạo tự dễ hơn là tạo tăng. Tạo tăng cho một vị tăng tài thánh tăng, họ tự tại biết ngày giờ giảng sanh, khó, cực kỳ là khó. Khó hơn tạo tự. Tạo tự có thể xây một ngôi chùa rất dễ. Cho nên thành ra là cái việc mà để cho mình ở một cái nơi đó an ổn chân thật, tìm một cái nơi chân thật tu hành, thì nó có bốn cái nguyên lý. Cái gì này, cái điều này cũng một vị hòa thượng ngài Tịch rồi hòa thượng Quảng Đạo, lúc mà chúng tôi học cái trường Phật học ở dưới đó thì lên ngồi với ngài thì ngài thích nằm võng lắm. Ở trên thì có một cái bàn thờ Phật, bởi vì dưới là ngài thờ tổ cho nên ngài không có đi tới đi lui ngay chỗ thờ tổ được, thì ngài làm cái bàn Phật nhỏ nhỏ bên trên, ngài nằm một cái góc bên đó ở chùa Phước Viên ở dưới Đồng Nai. Ngài nằm cái giọng đông đưa, chân mày ngài dài, ngài người quản trị cao, thiệt là cao. Vì thầy này vị thầy thứ hai mà chúng tôi y chỉ sư làm hiệu phó trường Phật học. Lúc ngài mất là chúng tôi bên Mỹ không có về được. Thì ngài nói con người tu hành mình phải đủ bốn cái yếu tố này. Và ngài là ở tại chùa đó cho đến cái lúc từ ngoài quản trị vô là ở luôn, không dời nơi khác. Gặp nhiều chướng ngại rất nhiều, nhưng mà ngài nói nó sẽ qua. Còn người mà gặp chướng ngại rồi mình bị chướng ngại thay đổi cuộc sống, thay đổi chỗ ở, thay đổi cái quan niệm sống, thì người này đi đâu cũng gặp chướng ngại và không thể nào thành tựu được cái sự nghiệp ngoài đời cũng như là đạo nghiệp trong đạo. Ngài nói nó có bốn cái điều này.
Thứ nhất là người tu hành mình đầu tiên phải nắm được cái phương pháp tu, cũng như người đời là học hành lớn lên phải có một cái nghề nghiệp. Đập xích lô, đập ba gác ấy, cũng phải có một cái nghề. Thợ xây, thợ nề. Nhưng mà nên chọn một nghề cho chính còn hơn chính nghề. Một nghề cho chính tức là lấy nghề này làm chính và cứ đeo đuổi nghề này, không nên nghề nào cũng biết hết. Cho nên nói nhất nghề tinh, nhất thân vinh. Một nghề cho chính còn hơn chính nghề. Thì người tu sĩ cũng chọn một pháp môn tu và biết pháp môn nào là trợ hạnh. Ví dụ ngài là gặp chướng ngại là ngài vô ngài trì đại bi một tuần hoặc nửa tháng hoặc 21 ngày, suốt ngày trì đại bi là qua hết. Cái đó là ngài chỉ đó. Còn bình thường là ngài niệm Phật. Thì chọn cái pháp môn gọi là pháp tài lữ địa. Pháp là mình chọn một pháp môn mình tu, thấy cái nơi đó, vị thầy đó phù hợp với pháp môn tịnh độ mình tu, về ở nơi đó. Bắt đầu mình học hỏi từ từ, lâu ngày chạy tháng để mình thâm nhập cái pháp môn gọi là pháp, nắm cho vững cái phương pháp mình tu tập. Người đời thì phải đến nơi đó là phải biết mình làm cái việc gì và cái công việc mình có phù hợp với nơi đó không. Ví dụ người ta thích làm vườn, làm rẫy, người ta lên Đà Lạt trồng rau, trồng vườn, phù hợp với họ. Họ có những cái nghề họ không thay đổi và lâu ngày họ mới có cái tay nghề tốt và có tiếng tâm, người khác mới trưng dụng họ. Cho nên mới nói gọi là pháp. Pháp thế gian là nghề nghiệp, giữ cho vững một cái nghề. Thứ hai là tài, mình phải dự trữ tiền vừa đủ xài, đừng dư quá. Có thể mình đem tài đó mình bố thí, mình giúp bớt cho người khác để tích thêm cái phước. Và vừa đủ dùng thôi, đừng có nhọc nhằn công sức quá nhiều để kiếm tiền thiệt nhiều rồi tu, không được tu được đâu. Vừa đủ dùng là được, pháp tài. Thực sự mà nói là nếu mà chúng tôi mà kêu mà bươn chải đi tỉnh này tỉnh nọ giảng, cái điều kiện Phật tử họ phát tâm cúng dường về dư dữ lắm. Nhưng mà thật sự là nhọc nhằn thân tâm. Nhọc nhằn thân tâm thì cái gốc là công phu để thân khỏe tâm an nó bị trở ngại. Giàu cho nhiều tiền đi nữa, xây chùa cao Phật lớn đi nữa, nhưng cái gốc của mình bị chọc thì thời gian chùa cũng bay luôn. Và lữ là bạn bè, là thầy, là người đồng tu với nhau. Ngài hay nói câu ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Có nhiều người họ đến một cái thất, một cái chỗ đó họ ở không có ai ở chung với họ, họ thích ở mình vậy thôi. Thì chúng tôi gặp ít nhất cũng 10 vị thầy. Nhưng mà những vị thầy mà ở một mình đó giỏi lắm đó, thì còn lại được khoảng 2 vị. Hầu như là 8 vị thầy chúng tôi cũng không dám nói tên mất công, họ về đời rồi họ buồn. Hầu như là xuất ra đời hết, sức chúng coi như là không còn người ở trong tăng đoàn ra đời hết. Thì có 2 nguyên do. Nguyên do thứ nhất là ở một mình họ thấy nó cô quạnh, thiếu thốn, không ai cúng dường. Bởi vì một mình hưởng cho mình, ít ai cúng dường. Rồi họ khởi niệm đi về để làm kinh tế. Bước đầu thì người tu sĩ còn giữ giới nha. Mà về sau cái bắt đầu nó khoen ố lần lần, cái nó mai một cái tâm bồ đề rồi cái bắt đầu làm cư sĩ. Cư sĩ bắt đầu chuyển sang lập gia đình nhanh cực kỳ. Một là vì tài lực họ thiếu thốn, ở một mình không vì đại chúng, họ hưởng hết cái phước họ, cho nên họ phải về để họ làm kinh tế. Cái đó thì 50%. Còn lại 50% thì bị các cô dụ hết. Cô trẻ dụ đi hết. Không có chúng để kéo lại nổi. Thì sắc và tài, thuận và nghịch ở trong cái cõi này nó làm cho con người mình khổ đau. Ấn Tổ nói khổ đau không có cái gì nhiều đâu, chỉ sắc với tài, thuận với nghịch thôi, nó không có gì nhiều hết trong á. Thì như vậy là pháp, tài, lữ. Lữ là bạn bè, thí dụ mình khởi niệm mình muốn đi chia sẻ với người bạn đó. Như bữa thầy Tịnh á, ông định giao điện thoại, ông đi, ông lên trên núi ông ở. Ông gặp thầy Thành với mấy thầy nói trời ơi ông chưa đi. Nhất là thầy Thành nói ông biết tôi đi ra tôi khổ cỡ nào. Nói cái khổ sự thực của thầy Thành cho ông thầy Tịnh nghe. Ông thầy Tịnh mất hồn xuống lạy lục cho con ở lại đi. Vì cái điện thoại con ngu quá, kịp chứng sâu dày quá, vì cái điện thoại không nghe lời sư phụ mà đòi đi. Thầy Thành với thầy nói là đi ra khổ lắm mà ra chướng ngại nhiều lắm, thì thôi con xin ở lại. Ông xin ở lại đi, cho ông ở lại, bắt ông quỳ trước đại chúng sám hối rồi ông ở lại. Mà gặp ngay thầy Thành ông đi, ông biết kinh nghiệm xương máu làm sao rồi. Cuối cùng là gì? Cuối cùng là kéo được ở lại để nhờ bạn đó.
ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Bởi vì mình phàm phu, nhiều lúc mình nghĩ lên là mình nghĩ là đúng, rồi cái nghiệp chướng á, nó ngăn che, rồi nó cứ dắt mình đi, gặp người khác người ta quay đầu mình lại được, thì nó sẽ nhờ người bạn. Đức Phật cũng vậy thôi, 1250 vị tỳ kheo, đó là gì? Bạn lữ tu hành của Ngài, là người học trò, là đệ tử, nhưng mà cũng là gì? Giúp ích cho Ngài. Khi nhiều lúc Ngài là thành Phật, nhưng mà thân thể nhiều lúc nó cũng bệnh hoạn, cần đệ tử nấu một chén cháo chứ. Trời ơi, bệnh đâu mà bò không nổi thì hỏi mà ai nấu cháo cho mình ăn, là tính làm sao? Suy nghĩ cái gần mà không khi nghĩ cái xa, lúc bệnh hoạn rồi sao? Cho nên thành ra là con người ở trong cõi này khi lớn lên họ không đi xuất gia thì họ phải, một là ở với cha mẹ cũng phải có người, hai là phải lập gia đình, đúng không ạ? Ba là mình tu sĩ phải ở trong chúng. Đó là nguyên tắc căn bản mình phải nắm được, chứ còn không là mình cứ suy nghĩ lên là thua ngay. Tuy nhiên Ngài Quảng Không, Ngài lên trên núi Ngài tu, nhưng mà gì, một hai tháng Ngài cũng quay về lại với chúng. Lỡ mà có chuyện gì bệnh hoạn á, mà tự thân Ngài vượt qua không được, Ngài phải về nương với chúng, giữ một cái gốc chỗ đó. Đó, lúc trước thầy Phổ thôi, ông đi trong vòng 2-3 tháng mà 4 năm chùa ông đi, cuối cùng về cái hỏi làm sao, giờ tính sao? Ông kêu thôi giao hết cho sư phụ, giờ không tính gì được nữa. Kêu thầy lớn rồi thầy tính đi, chứ không, giao hết cho sư phụ gì. Biểu sao nghe vậy? Kêu ờ vậy thầy ở đây. Cái ông ở đây ông yên đến đây hơn cả năm. Cái kinh nghiệm của Giác Nhàn mà thấy cái cuộc sống mà ở tại đó để cho nó sung túc đó. Sung túc là nhà cửa nè, những người đồng tu đến với mình nè, rồi mọi việc nó được hanh thông, thì con người này phải biết tiết kiệm và lo cho đại chúng. Một gia đình cũng vậy. Sở dĩ vì sao gia đình mình bị thất bại, gia đình mình nghèo khổ, gia đình mình bây giờ là ở thuê ở mướn, bởi vì mình hưởng phước quá nhiều và không nghĩ vì người khác. Cái nghĩ vì người khác là hầu như tất cả các chư tổ, hầu như tất cả các vị mà thành đạt đều nghĩ cho người khác nhiều hơn nghĩ cho mình, thì cái phước lợi tha nó có. Cũng như Hòa Thượng Tịnh Không Ngài nói, không có khi nào mà tôi nghĩ là tôi phải làm gì cho tôi, bởi vì tôi nghĩ rằng có Phật A Di Đà lo cho tôi hết rồi. Tôi đói một cái là có người mang gạo tới, tôi lạnh là có người mang áo tới, mà chưa kịp lạnh họ mang đến chất đóng, chưa kịp đói mà tiền gạo họ mang đến không hết rồi. Thì bây giờ mình lo cho mình chi nữa, thôi mình lo cho chúng sanh đi. Tôi cứ hàng ngày đi giảng kinh thuyết pháp, khuyên người đi làm phước thiện, có tiền tôi đi làm phước thiện, thì còn riêng tôi là có Phật lo. Có khi nào ai tin được điều này không? Hà, riêng mình phải đem cái tâm suy nghĩ sằng bậy, tính toán mưu mô xảo quyệt, hại người lợi mình để lo cho mình. Phàm phu là tính như vậy. Nhưng vì các hàng Bồ Tát thánh nhân, những người có thiện căn, họ tin Phật, họ cứ vô trong chúng, họ đi làm cho người khác, họ làm hết mình, hết bổn phận, họ làm hết lương tâm. Đó. Cho nên thành ra có cái câu là gì? Làm vì lương tâm chứ không phải là làm vì lương tháng. Những người họ làm vì lương tháng là họ mong cho đến tháng họ làm, họ lấy tiền và họ làm không tròn bổn phận, thì người này thế nào cũng phải gì, ra khỏi cái môi trường đó, bây giờ không có lương tâm. Mà có người làm vì lương tâm mà không phải lương tháng thì đến tháng rất mau và có thể chủ cho thêm. Lương tâm đó là bổn phận. Cho nên thành ra là cái việc mà tìm một chỗ chân thật, đó là thiên thời địa lợi nhân hòa. Cái nơi đó không khí mát mẻ, con người hầu như xung quanh đó là họ tu, ít người xấu ác là nhân hòa. Địa lợi là cái nơi đó nó có thể cho mình sống ổn định, không động đất, không mưa bão. Có những nơi họ năm nào cũng nhận bão lụt hết. Và miền Trung là họ nhận bão lụt, phải nói là năm nào cũng bị bão lụt, bay nhà bay cửa, lúa mạ coi như là vườn tược tiêu hết. Gần biển cũng là bị ảnh hưởng cái chuyện sóng thần biển gió. Cho nên chúng tôi thực sự mà nói không phải tán thán quá đáng đâu. Ở tại Đức Trọng là cái nơi vừa. Đó, bây giờ đây mà ở dưới Sài Gòn là bắt đầu là khoảng 7-8 giờ là bắt đầu nó hanh rồi đó. Ngồi một chập là mồ hôi nó ra nhễ nhãi rồi đó. Con người mình thấy nó khó chịu. Hôm bữa chú Quảng Tịnh đi xuống công việc ở dưới Bà Rịa, kêu ngồi thôi, ngồi không làm gì hết, mồ hôi nó chảy đợt ra hết rồi. Thì hỏi làm sao cái cơ thể mình nó chịu nổi. Mà khi mà ở ngoài nóng thì nó gì? Nó phải kháng cự lại cái nóng đó bằng cách nó phải ra mồ hôi, nó làm cho mình ẻ ỏi, con người không còn sức lực nữa. Cho nên chỗ đó không phải là cái chỗ thiên thời địa lợi, chỗ đó chưa phải là chỗ chân thật. Nhưng mà cái duyên họ phải ở thôi.
Nhưng mà bây giờ làm sao? Thí dụ là mình ở như vậy rồi, bây giờ Phật tử đang ở Sài Gòn nè, họ đang ở Bà Rịa, là anh đang ở ngoài Bắc, họ đang nghe trực tiếp nè. Bây giờ mình phải tìm chỗ chân thật là chỗ nào? Cái chỗ chân thật là ngay nơi cái nhà của mình thiết đặt một cái gian phòng. Bước lên đó tu là có máy lạnh mát mẻ. Bữa có cái nhà cái vị đó ở ngoài Bắc á, mà xung quanh như là phòng khách rồi nhà ăn, coi như là trong căn nhà đó chỗ nào cũng có máy lạnh mát mẻ, mà riêng bằng Phật không có. Chúng tôi mới nói vô tư lắm, kêu là bây giờ trên bàn Phật là quan trọng, ngoài Bắc nó nóng thì anh Tuấn, anh này anh làm bộ công an làm cho chị cái máy lạnh, bây giờ anh này là anh quản lý kinh tế và anh quyết định trong nhà cao hơn vợ. Anh kêu ui thế à, thầy nói vậy là con thấy vợ con mỗi lần lên tu là mồ hôi dễ nhãi luôn, con lên con thắp nhang, con lên con lạy là con thấy quá trời nóng luôn. Thầy không nhắc chắc không nhớ đâu, máy lạnh toàn là để ở dưới nhà ăn rồi nhà bếp rồi phòng ngủ thôi, mà trên bàn Phật lại không quan trọng để máy lạnh, sao mà tu nổi. Anh vừa về cái anh kêu thợ đến bắt máy lạnh ngay, và vợ gọi vô kêu cảm ơn thầy, cảm ơn sư phụ, nhờ sư phụ nói mà ông chồng con cho con máy lạnh, bữa nay con tu 2 tiếng rưỡi khỏe re. Thì tìm một cái văn phòng trong nhà mình, một cái căn phòng nào đó nó yên tĩnh, rồi mình làm máy lạnh, mình thiết kế ở trong phòng mình làm sao cho mát mẻ. Có thể mình chịu nóng trong cái lúc ăn cơm, hoặc là mình chịu nóng trong lúc bếp, nhưng mà cái lúc tu đó muốn cho nhiếp tâm là phải có máy lạnh, máy điều hòa dễ chịu mát mẻ, mà cũng đừng có nên ở luôn trong đó, mà suốt ngày cứ ở trong máy lạnh đó không thì chúng tôi nói viêm son, viêm mũi, thấp khớp, đủ thứ bệnh xảy ra. Thì giờ mình không có phương tiện lên Đà Lạt, ai đâu phải là muốn đi là đi được đâu, gia đình, cuộc sống, sự nghiệp, đủ thứ hết trơn, thì mình phải tìm một cái gian phòng, căn phòng đó là tương đối là lý tưởng, mình ở trong đó mình niệm Phật, đó, tìm một cái nơi đó yên ổn. Thì cái việc ngài nói rằng là tìm một cái chỗ chân thật, cái dụng ý của ngài là phải nơi đó đã chọn rồi là phải ở cho đến nơi đến chốn, trừ trường hợp thầy tổ kêu mình đi, hai là Phật bổ sứ cho mình cái duyên là phải đi thôi, mình không muốn đi mà cái duyên phải đi. Ví dụ như thầy Phổ ở đây 2-3 năm, 5-7 năm gì đó ở Hà Nội, người ta cúng ngôi chùa, người ta năn nỉ quá, lúc đó giáo nhàn cho 2-3 thầy ra, ví dụ vậy đó, ví dụ không thể xảy ra chứ thực ra cũng không có cái ý nghĩ này. Mình đi ra ngoài đó là lúc đó thầy kêu mình đi rồi, buộc mình phải đi, ví dụ vậy đó, thì mình nên đi. Còn không mà khởi niệm đi thì lúc này nó cái chướng ngại. Vì ngay nơi cái chướng ngại là từ cái tâm của mình đang vọng động, đang đứng núi này trong núi nọ, biết đứng núi này trong núi nọ, nhìn cái đồi núi bên kia sao mà cây thông nó xanh nó đẹp quá, núi bên này thôi 3 cây gì đâu, nó nhìn nó không ra gì hết. Qua bên đó rồi cái thấy núi bên kia, trời ơi cây ổi bên kia ngon quá, qua cây ổi núi bên kia núi đá ngồi mát mẻ, có cái hồ nước rồi nhìn nó đẹp quá, qua núi đá bên kia cái nhìn núi bên kia, ôi trời núi bên kia đẹp nữa ta, gọi là đứng núi này trong núi nọ, thì cuối cùng chả núi nào ở được hết trơn. Trời ơi trên Đà Lạt mát mẻ quá, lên được thời gian ô bữa nay đóng cửa rồi thôi đi chỗ khác đi, rồi cái này là đứng núi này trong núi nọ, thì cuối cùng sao, cùng đường mạc lộ thì cuối cùng cũng không có núi nào ở luôn. Cái đó là cái mà an cư lạc nghiệp. Mà muốn cho sự nghiệp đó lạc nghiệp thì phải vì người khác, xài tiết kiệm. Vì người khác là phước báu mình tích lũy, phước báu lợi tha. Vì tiết kiệm đó, xài tiện tặng tiết kiệm, đó là gì? Đó là mình tích phước. Thì con người này là giàu thôi. Thực ra chúng tôi nói cái này không phải là nói hồ đồ quá đáng rồi nên mà khoe khoang khoác lác đâu, mà bản thân chúng tôi chứng nghiệm là nghèo khổ, từ trong gia đình nghèo khổ, đi tu cũng nghèo khổ, lên tỉnh thất năm 2000 đến 2007 cũng nghèo khổ. Là vì sao mà hôm nay có được cái tỉnh thất chư tăng ở đây, trong cái lúc dịch bệnh này mình vẫn có thể sinh hoạt được, là vì người khác mở phòng vãng sanh, nuôi các cụ già, trong lúc hoạn nạn vẫn giữ được cái số này không phải là dễ đâu. Không phải là dễ chút nào. Mình vì mọi người đi, rồi Phật Bồ Tát sẽ cho mình xài không hết. Còn vì mình ích kỷ, Phật Bồ Tát không thể cho mình một cái gì hết. Thực sự Phật Bồ Tát không thể nào làm trái nhân quả, là mình là người không có phước báu mà Phật đem tiền của đến cho mình, mà vì người khác là có phước báu, rồi từ cái phước báu đó mình làm cái gì Phật tiếp tục là tăng thượng duyên cho mình, có sự gia trì chứ, tăng thượng duyên cho mình. Đó. Cho nên quý vị thấy cái lúc mà làm vườn rau dưới này là gì? Là trên chùa, trên đóng cửa, toàn bộ các cụ, các thầy xuống dưới này làm. Nó mới nhanh 1 tháng rưỡi, chứ còn không cũng phải là 5-7 tháng. Chứ đâu phải dễ đâu.
đó, các cụ xuống làm hôm qua các cụ chạy vòng 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 ban độc đốc đồ này nọ vậy mà gì, gần như là ba sào hai sào mấy ba sào sang băng hết trơn. Bữa nay gieo đậu, gieo củ cải đỏ, củ cà rốt, đồ gieo bắp, đồ làm rất nhanh. Hôm qua thấy mấy cụ làm tội nghiệp quá, xong rồi cầm cái bịch kẹo sâm Phật tử họ cúng 4 bịch, mang 2 bịch ra mới đủ, mang ra mà mấy tay bả dơ quá, xong bả đeo khẩu trang, kéo khẩu trang xuống lột kẹo nhét vô miệng bả, kêu trời ơi thầy này thương con quá, kêu thương điều chứ không phải thương mình bà đâu. Cho mỗi bàn cục kẹo nhét vô miệng, trời ăn mút mút sướng quá trời luôn. Vậy là làm sao, nghĩa là những cái nhỏ nhỏ như vậy thôi cũng vì người khác, thay vì cúng 4 cục bịch sâm, 4 bịch kẹo sâm mà sâm ngon đấy nha, sâm đặc biệt á, biết sâm Hàn Quốc của Mỹ gì đó, thôi lấy cốc để lâu lâu mình lụm một cục để cho người ta hết. Tâm đó là tâm ích kỷ, không vì người, thì mình có một bịch kẹo đó là có phước người ta mới cúng cho mình, mà mình chia hết cho bao nhiêu người ăn ở trong đó, 30-40 người, 50-60 người họ ăn, thì cái phước mình càng nhân thêm phước. Một ngọn đèn nhà mình sáng rồi, cho 100.000 nhà đều mồi sáng hết, thì 100.000 nhà đó mồi sáng như vậy thì cái ngọn đèn mình cũng không mất chút nào. Đem cái phước mình cho người khác, mình không mất chút nào mà lại càng có phước. Cho nên ngày Lý Bỉnh Nam đặc biệt người ta cúng dường cho ngài toàn là những cái áo mà mới đẹp không, bởi vì ngài là cư sĩ, nhưng mà Ấn Tổ là không có một vị đệ tử tu sĩ nào hết. Mà trong tất cả các vị cư sĩ đệ tử ngài là một vị, ngài là Lý Bỉnh Nam, ngài Lý Bỉnh Nam là một vị cư sĩ duy nhất là nổi bật. Dĩ nhiên ngài là nhiều đệ tử như cư sĩ, ngài đặt pháp danh rất nhiều mà không có truyền giới ngũ giới cho ai, đặt pháp danh thôi. Ngài Lý Bỉnh Nam biết bao nhiêu người ở 500.000 người xung quanh đài trung đó, là biết bao nhiêu đồ đạc tiền của cúng cho ngài đem cho chúng dùng bằng áo rách. Còn mình nghèo rồi, chúng tôi thấy ở dưới sớm cái cô đó là cổ nghèo mà nhà là nhà nước cho, nhà tình thương á, vậy mà đứa con dâu nó mua một chiếc xe điện cho đứa con bấm bằng đầu mót chạy tên đi chơi, mà cái xe đó chắc cũng nhiều tiền, xài hoang phí. Mình nghèo mà nghèo bà cố luôn vậy đó, để nghèo mà để được cái nhà mà nhà tình thương được 50-70 triệu để xây rồi đó nha, vậy mà xài sang mua chiếc xe cho đứa con nó ngồi cho nó bấm nó chạy, thì mình cho nó lên 3 cái xe đạp mà loại 3 bánh rẻ, tiền thiệt là rẻ, đạp đi học giả là ảm nó được rồi, chứ làm gì mà bỏ lên chiếc xe con, bỏ lên chiếc xe con mà bằng nhựa người ta làm bằng remote có pin trong đó chạy vài bữa nó lớn lên nó đòi xe con nữa, tiền đâu mua cho nó. Không biết tiết kiệm mà nghèo mà cố luôn, nghèo sơ nghèo sát vậy mà làm như là về ta sang là giàu thì chết. Không biết tiết kiệm, sống gì mình quá trời là hưởng phước, cho con nó hưởng phước sớm nữa, mà trong khi đó mình quá nghèo, không biết tiết kiệm. Cần kiệm liêm chính trí công vô tư, đây là những câu biểu ngữ của nhà nước mình dán, nhưng mà đây là cái câu mà quan trọng tỏ ngày cũng nói. Người siêng năng cần cù là người tròn bổn phận, người biến nhát không cần cù không siêng năng là người này không bao giờ tròn bổn phận được. Làm gì chút cái đầu rồi chán, chạy đi chỗ khác, là người không siêng năng không cần cù. Người ta nói là cần cù là bù thông minh mà, dốt dốt mà cần cù xài được. Mấy người thông minh nói miệng chết 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 chả làm gì được hết trơn, toàn là đứng nói nghênh nghênh ngông ngông không có làm gì được hết trơn. Thông minh nghe thì giỏi thiệt mà không làm gì được hết trơn. Vậy mà mấy đứa cần cù mà nó không thông minh thì nó bù qua thông minh được, thấy không? Cho nên ra là cái việc mà ở yên một chỗ, từ khi chúng tôi bên Mỹ về là đi phóng sanh 2-3 lần ở dưới chùa Liên Hoa Bạc Liêu, rồi 8 lần mở pháp hội ở Vĩnh Nghiêm, xong cái là chúng tôi muốn đóng cửa ở nhà, lo cho ở nhà nó gọn gàng, nó yên ổn. Mà thường hay lắm nha, mình cứ đi ra ngoài đường không, ở trong nhà mình bắt đầu là nó không ổn, từ cái chuyện sắp đặt trong nhà. Mình cứ thích ra ngoài đường không, mà nhất là ở bên nước ngoài là họ sống ngoài đường nhiều lắm. Ngoài tiệm tùng họ về ăn uống hầu như cái nhà để họ ngủ một chút vậy thôi, chứ còn không có cái gì vui trong nhà. Còn mình sao? Mình lấy cái niềm vui tại nhà, trồng cây, trồng cối, trồng rau, trồng củ, mình sinh hoạt, mình vui với một căn nhà của mình, thì mình sẽ ở trong căn nhà này lâu dài. Còn mình vui với chuyện ngoài đường, ngoài xá, thì mình cứ đi ra ngoài đường, ngoài xá hoài thôi, không có sắp đặt gì được trong nhà hết trơn. Như vậy cho nên thành ra thường ở trong nhà, mà chúng tôi thấy từ khi mà chúng tôi ngưng lại đi giảng Vĩnh Nghiêm là chúng tôi làm không biết bao nhiêu chuyện ở đây. Đó, từ khi mà ngưng lại là làm đài Tam Thánh, rồi làm
tất tần tật xung quanh đây rồi làm ở trên tỉnh thất Quan Âm, rồi xuống đây làm lại cái nơi vườn rau. Hầu như ở nhà mới có thể làm được, chứ đi ra ngoài là cứ suy nghĩ đi không, không có còn tâm tư gì để làm chuyện ở trong nhà. Thì cuối cùng gì, mình đi cùng đường bạc lộ, mệt mỏi bệnh hoạn, rồi cuối cùng không ai chân dụng mình nữa hết, hoặc giả là có cái sự cố gì mình không làm việc bên ngoài, nó quay lại nhà là thôi tan tàn hết trơn, tan nát hết trơn, không còn sức lực đâu để mà làm trong căn nhà mình cho nó ổn định. Dầu là một căn nhà nhỏ, mình cũng phải ở nhà để mình dọn dẹp sắp xếp cho nó tươm tất đâu ra đó chứ, thấy không? Đó. Chúng tôi nhớ cái lúc mà chúng tôi ở bên bên Mỹ gọi điện về nói thầy Chánh để thầy đọc một số cái điều gì chúng tôi gửi á, thầy nói mệt rồi không đọc nữa. Thế vậy ở nhà mình bố trí qua thầy Tánh, bố trí người khác được liền không? Nói thầy đọc thầy không đọc, thầy kêu mệt rồi, bệnh rồi không đọc nữa. Không điều khiển được, ở xa không điều khiển được, điều khiển rất là giới hạn. Chứ giờ mình ở nhà tại đây, nếu mà ổng không mệt bắt ổng quỳ đuổi đi chứ làm gì mà ổng nghe được. Mình phải cái quy luật của mình nhé. Nó là do mình bỏ chúng mình ra đi cho mình phải chịu thôi. Cho nên thành ra cái việc mà một người ở trong nhà giúp ích cho gia đình của mình rất là lớn. Cái việc kế tiếp đó là Ngài nói là khi ở nơi đó rồi phải giữ tâm khiêm hạ. Người tớ ở với chủ phải khiêm hạ cung kính cái người chủ. Và người chủ này cũng gì cung kính cái người tớ. Hay vì mình không làm được cái chuyện của người tớ đi giặt đồ, quét nhà, mình làm chuyện lớn thì mình phải cung kính cái người đó. Cho nên Ấn Tổ hay nói chủ không xem mình là chủ, có tình thương lòng từ đối với tớ. Tớ không xem mình là tớ, mà xem mình là người trong gia đình tròn bổn phận, thì người tớ này được chủ cung kính, quý mến vô cùng. Tớ không xem là người tớ, và họ xem là người bổn phận lo trong gia đình, không mặc cảm, thì chủ tớ này sống rất an bình. Như cả nhà cô Phật tử cũng nuôi một cô đó 20 năm, nhiều lúc cô la mà cô thương, cô cho tiền, cô lo lắng cái cô đó. Cho nên thành ra là họ xem cái người này là một cái người thành viên trong gia đình, chứ không phải là tớ nữa. Thì giữ lòng khiêm hạ. Còn mình là đệ tử ở trong chùa, mình cũng phải giữ lòng khiêm hạ với vị thầy, với vị sư huynh, với bạn bè mình, luôn luôn giữ lòng khiêm hạ. Thì người mà giữ lòng khiêm hạ thì người này trở thành thượng thượng. Còn người mà thích mà thượng thượng ta đây là giỏi thì người này trở thành hạ hạ mất. Cho nên thực sự ở trong chúng ta không phải chê quý thầy quý cụ, chứ cái sự khiêm hạ và cung kính nó chưa đủ. Lúc trước mà chúng tôi ở tại với vị thầy đầu tiên, khi Đắp Y Sa Di về, ngày nào cũng ra đảnh lễ, bắt đầu ngày dậy rồi đi đảnh lễ các sư huynh luôn, đảnh lễ hết luôn mấy tháng trời, chừng nào thầy kêu ngưng thì không ngưng. Đắp Y vô xách cái chiếu tới lạy, có gì sai để chỉ dạy hoặc là giúp đỡ. Một số các vị sư huynh nói ồ ông Thọ Sa Di ông phải như thế này, ông phải như thế nọ, họ chỉ cho mình, bởi vì mình khiêm hạ cung kính họ. Còn mình thấy mình tỳ kheo, mình thấy mình Sa Di, mình thấy mình là giỏi rồi, không có cung kính mình đâu có học được đâu. Cho nên cái người cung kính khiêm hạ, người này được hưởng cái phước rất lớn. Mà trong các vị tổ, trong các vị pháp sư từ xưa đến nay, chúng tôi thấy Ấn Tổ là một vị khiêm hạ kinh khủng, luôn luôn nói mình là bất huệ, tức là không có trí huệ. Mà Ngài là một người đâu phải là bình thường đâu, Bồ Tát Đại Thế Chí, mà luôn luôn nói Ngài là người coi như là chỉ biết cơm cháo. Nhiều người Ngài đến Ngài thăm cái chỗ đó cũng là trên núi Phổ Đà, tha thiết mời Ngài đến, rồi Ngài đến Ngài thăm một chút xíu, thì người đó viết một cái bài thơ tán thán Ngài. Ngài mới nói là ông đem cái mũ cho tôi đội vô, cái mũ này quá cao tôi đội không được. Ngài nói sâu sắc lắm, ông nói cái bài thơ này với Ngài giống như tổ Bồ Tát quá thân rồi vậy đó. Ngài nói tôi không phải như vậy, ông đừng nói như vậy, tôi mắc cỡ quá, tôi không biết dục mặt đây đâu, ông mà nói như vậy nữa tôi không đến với ông đâu. Còn mình sao, trời ơi, nên nó khen mình được tốt lắm, bữa sau tôi tới nữa chỗ này ông này cũng khen nè. Thích danh. Ngài thì Ngài nói cái tâm nguội lạnh, cái tâm mà đối với danh nó nguội lạnh từ lâu rồi, nó không có ở trong con người của Ngài. Còn mình thì gì, cái tâm này là nóng bỏng, thích thú lắm, khen một cái thôi cái mũi nở như cái cà chua luôn, khoái. Còn nói đến tên bà Minh mà cái mặt giống như bánh bèo liền. Cái gì mà có cái ngã với bà khái khoen. Cái người mà khái khen là chết vì khen.
Người khoái danh, khoái danh là chết vì danh, mà khoái sắc là chết vì sắc, mà khoái tài là chết vì tài. Nó giết mình thôi. Thấy không? Cái ai mà chê mà tự nhiên cười gục đầu cảm ơn khiêm hạ cung kính có không? Chứ con này tìm không có. Ấn tổ có. Và đọc văn sao này, đọc từ từ mà kiểu chà, tổ sư ông Quang là Bồ Tát mà ông khiêm hạ kiểu này, còn mình mà cỡ nào nữa ta? Mình là phạm phu mà cả làm gì ngông nghênh nghênh trên này ta. Đó, mấy bà già như vậy chứ mà còn cứng cỏi ghê lắm. Khi mà la một cái gì rồi là ăn không được, ngủ không được, nằm làm mình làm mẩy trong đó, đó không phải đơn giản đâu. Cái đó cái ngã của mình thôi. Cái ngã nó chấp vô trong đó, chứ cái chân ngã của mình nó đâu phải là như vậy. Đó là phàm ngã đó. Cái phàm ngã nó ở trong con người mình nhiều đời nhiều kiếp đó rồi. Nó nhận giặc làm con, nó nhận người, cái nhận cái đó là mình, bà Minh, bà Ba, bà Bảy, bà Hai gì đó. Cái đó là cái ngã nó nhận đó. Chứ thực ra nó đâu phải, đó là giả danh thôi. Cái trong tâm thường trụ nó đâu phải là tên nào. Nếu bây giờ là tên bà Minh rồi là tên con người, cái đời sau nó làm con tên con heo rồi sao? Vậy tên con người đó có thiệt không? Đâu thiệt. Rồi đời sau nữa bắt đầu làm con quỷ le lưỡi ra, con heo hết rồi. Mình thấy lâu không? Mình thấy lâu, năm, ba chục năm, trăm năm nó mới đổi cái danh, nó đổi cái tướng, đúng không? Thực ra nó nhanh chấp cấp kỳ. Một ngày một đêm ở trên cõi trời đâu sức là 400 năm dưới này. Thấy chưa? Cho nên nó thay đổi cái danh, nó thay đổi cái ngã, nó thay đổi cái tài sản, nó thay đổi tất cả đều là vô thường, hữu hình là hữu hội. Nhưng mà chỉ có cái chân thường là chân tâm không thay đổi, nhưng mà mình không sống được với nó. Thì muốn trở về với nó thì mình niệm Phật từ từ, mình lắng nghe câu Phật hiệu thì nó sẽ trở về với chân tâm mình thôi. Nó trở về với con người chân thật của mình thôi. Đó. Chứ bây giờ mình ra mình đang đi chung như vậy ba người mà nói, ơi bà Lại bà biết liền. Ơi thầy Phổ, nghe thầy Phổ quay lại liền. Tự nhiên mình biết nhưng mình không chấp vô nó. Con người đâu phải là cỏ cây đất đá không biết, biết nhưng mà không chấp. Thì người này đang là sống với chân tâm, đang sống với là chân ngã. Đó. Thế còn người mà họ chấp, họ để trong lòng cái chuyện đã qua rồi họ giữ trong đó là người này khổ. Gọi là gì? Tâm đã trụ nơi chỗ sắc thinh hương vị xuất phát, chứ không phải trụ nơi chân tâm thường trụ. Nhất tâm vô trụ vạn cảnh đều nhàn. Ghét lục trần, thương ghét lục trần thì tâm trong tâm thường trụ không hiển lộ. Lục trần sắc thinh hương vị xuất phát, mình ghét nó rồi mình thương nó, thương quá đi nữa cũng là vọng tưởng phiền não, ghét quá là vọng tưởng phiền não, rồi trong tâm thường trụ bị hen ố không xuất hiện được. Ngài nói rất hay. Thì cái người mà niệm Phật rồi họ thấy như không thấy, thấy trước mắt rõ ràng như vậy mà họ lo, họ quay vào bên trong họ niệm Phật thấy như không thấy. Nghe rồi tay này lọt qua tay kia như nước đổ lá muôn, nước đổ đầu dịch, không dính gì hết. Nghe như không nghe. Ăn biết ngon nhưng mà không đấm vô nó. Ăn thấy ngon nhưng mà không dính mắt vô nó. Mấy chuyện này không phải dễ. Cho nên ra là cái bí quyết của người niệm Phật mà thấy được bí quyết là tất cả ngã chấp pháp chấp bỏ hết, mà chỉ chấp trì danh hiệu thì bí quyết của nó có. Mà chấp trì danh hiệu mà còn chấp vào cái khác thì giống như giằng co, hai người đang giằng co. Người thiện, người ác cứ kéo qua, kéo lại, kéo qua, kéo lại. Nó dằn co miết, nó làm gì được. Một người chịu buông ra đi. Mình chịu buông cái ra đi, cái là nó nhẹ. Chịu buông sắc thinh hương vị xuất pháp, tài sắc danh thực thì chịu buông ra một cái, giữ câu Phật hiệu là nó khác liền. Kết quả rất nhanh. Đó. Cho nên thành ra Hòa Thượng Tịnh Không nói: tham sân si mạng, tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tài sắc danh thực thì, mà chịu buông xuống một cái là nó nhẹ 50%, để cho câu Phật hiệu cái nó hít đi liền. Không, sự thật là vậy. Làm dĩ nhiên làm vì đại chúng cũng có làm chứ, làm vườn rau, làm tất cả mọi thứ mà vì đại chúng nó khác hẳn lắm. Cho những người mà họ chịu buông rồi cái là trí tuệ ngay đó liền, họ để câu Phật hiệu đề khởi vô giống như là 500 nó hít vô sắc. Còn mình là gì? Còn chấp vào lục trần, mình chấp vào những cái chuyện khổ đau thì giống như là sắc với sắc để vô nó trơ trơ, nó chả dính gì hết trơn. Đúng không? Cho nên mình mà để lâm châm vô sắc là hết cái kịch liền. Tâm mình làm sao giống như là gì? Lâm châm. Tâm mình như sắc mà tâm Phật như lâm châm. Hai cái nó phải gì? Cái từ nó hít nhau được là tốt. Tâm Phật là lâm châm rồi. Không, còn mình là tâm cũng như là cái trơ trơ, không niệm Phật không có cảm được. Cái điều này hôm nay chúng tôi nói nó không có hết được. Chúng tôi đã dành nhiều buổi nói về cái năm cái điều này quan trọng. Sau bắt đầu mới chuyển qua những cái đề tài như giáo dục gia đình, bảo thân tiết dục.
Về thời gian hôm nay còn có 10 phút nữa hết. Hãy tìm một nơi chân thật tu đạo. Người đó là người tu hành, còn người làm ăn cũng phải tìm một nơi chân thật để giữ một cái ngành nghề, để mà mình ở một cái nơi đó bền bỉ lâu dài. Ở bên Mỹ nó có một cái đi lại rất là dễ, không phải đăng ký tạm trú. Có được cái passport với cái số social đó là đi khắp các nơi, có nghề nghiệp là hết chỗ này đi chỗ nọ, không có phải đến chỗ đó đăng ký tạm trú rồi đó. Họ quản lý con người qua cái số social đó, và làm cái gì xấu là bóc cái số đó ra, là dính ngay chóc mấy trăm ngàn người, bao nhiêu người cũng hạt cái số đó khác, gọi là số tử, mỗi người một cái số đó. Thì họ đi rất là tự do, hết tiểu bang này đến tiểu bang nọ, 50 mấy cái tiểu bang. Thì có nhiều người họ đi riết rồi thất bại, dọn nhà miết. Mà bên Mỹ dọn nhà cực vô cùng cực. Đầu tiên chúng tôi qua Mỹ thuê cái nhà, sau đó rồi tiếp tục lên đến một cái nhà khác, trời, dọn đồ cực khổ vô cùng, mỗi lần đi là nó vất vả vô cùng. Cho nên thành ra là tìm một cái chỗ ổn định lâu dài, giữ tâm khiêm hạ và chết sạch những vọng động. Khi đến đó thì sao? Nếu người tu tịnh độ thì họ không có tính toán cho bản thân họ nữa, vì công việc đại chúng thay chúng làm việc cực nhọc, họ chỉ lo ở đó. Họ không tính toán cho bản thân họ nữa, họ không có vọng động xây chùa dựng miếu rồi tạo cho mình một cái pháp duyên mang tiếng tâm lừng lẫy, họ không có ý niệm, họ chết sạch hết. Họ đem những cái ý niệm tự tư tự lợi, những cái suy nghĩ họ vứt ra ngoài Đông Dương Đại Hải. Bữa có cái cô Phật tử, cô nói trời ơi, nghe cái câu mà đem hết tất cả vọng tưởng, những cái tâm suy nghĩ vứt ra ngoài Đông Dương Đại Hải, cô thấm mấy câu đó, cô cười hả hả, cô khoái. Cái câu này nó hay vô cùng. Bây giờ ví dụ mình đem tiền, đem của, đem cái gì đó mình liền ra ngoài Đông Dương Đại Hải, mình còn đi tìm nữa không? Nó chìm xuống đáy biển rồi, hoặc nó đi đâu mất rồi chứ sao tìm được nữa không? Cái câu nói của ngài nó thâm thúy mà nó hay. Những cái gì mà tự tư tự lợi nó làm cho mình buồn phiền, đại chúng buồn phiền, cái tật cố hữu, giống như ông Giác ông hay ngủ đi, ông kêu vứt ngủ ra Đông Dương Đại Hải rồi, thôi còn ngủ nữa đâu, đúng không? Làm biến tu là vứt cái cục làm biến ra Đông Dương Đại Hải rồi đó, thì xong, vứt ra Đông Dương Đại Hải rồi còn lấy lại vậy nữa. Mà thực sự mà còn lấy lại, còn theo nó là họ chưa phải là vứt ra ngoài Đông Dương Đại Hải. Người nói những cái câu mà nó tiệt cứu mèo không, nó hay, đúng không? Đã không thích cái đó là vứt nó vào Đông Dương Đại Hải. Thấy cô đó tự nhiên nhớ thương, như không? Hàm sắc vứt cái cục sắt ra ngoài Đông Dương Đại Hải luôn. Chúng ta vậy thôi chứ thấy nó như con ma chứ gì đâu mà lo, đúng không? Thấy danh không, thích danh, vứt cái danh ra Đông Dương Đại Hải luôn. Đó, vậy nó khỏe. Cái câu nói của ngài mình làm không được, chứ thực sự mình đã vứt ra Đông Dương Đại Hải là không có tím nữa. Vậy mà mình nhớ cứ kiếm hoài. Được không? Hay lắm, ngài nói hay lắm. Rồi hàm dưỡng cho lâu dài, để giống như là chén bát nung thành sành, đất đã thành sành rồi, mưa gió gì nó cũng là sành. Ý nói là hàm dưỡng phải 20-30 năm. Mà cái cách hàm dưỡng ở trong chúng là hay. Khi thầy Phổ ông đi một vòng, ông kinh nghiệm về, ông nói bữa nay con thấy sống trong chúng là tuyệt. Mệt thì nghỉ, bệnh có chúng lo, rồi gì làm việc cho chúng phước báo rất lớn. Khác hơn làm việc cho một mình, rồi họ cúng toàn bộ của cải, ăn uống như vậy là cúng cho chúng, không có riêng mình, không có tư tưởng mà tự tư tự lợi riêng tư cho chúng hết. Thì cái phước họ lớn như Đông Dương Đại Hải thôi, nhanh vô cùng, thấy không? Nhưng mà ít ai chịu lắm, ai cũng chịu tư riêng thôi. Vừa có gia đình cái là bắt đầu muốn ra tư riêng, ở nhà trọ cũng được, đi kiếm tiếng tiền xài riêng, ở chung với ba má, nhiều lúc phải chi dùng cho ba má. Nó không có thích cho cái chuyện mà để làm phước đâu, nó thích hưởng riêng thôi. Mà hưởng từ từ cái cuối cùng giữ cho gia đình mình giữ cũng không được luôn, chồng con với mình sống cũng không được với mình luôn. Quá ích kỷ mà, kêu bà cố luôn mà ai mà ở sống cho nổi. Ích kỷ quá, cha mẹ đẻ mình ra mà nuôi còn không được, mà không có giúp đỡ cha mẹ mình, cái đi lo cho chồng con, rồi con mình nó cũng lo cho chồng con nó, chứ nó lo cho mình đâu. Thì nhân quả nó kéo dây dưa như vậy thôi. Có nhiều bà già về khóc hu hu, con nó bỏ con. Thì thầy hỏi hồi trước bà có bỏ ba mẹ bà không? Kiểu có, kiểu vậy đáng đời rồi còn nói gì nữa. Cái gì nó có nhân quả cho bà khóc cái gì? Thì bắt đầu lúc đó mới nín mới chịu im. Vậy mà cũng không bằng lòng đâu. Ngộ vậy. Đó, bây giờ quý vị thấy không? Từ năm sửa năm xưa bao nhiêu trăm năm lại đây là cứ vừa lập gia đình là ra riêng hết. Không phải giống như gia đình của ông Trịnh Liêm là 1.000 người ở trong đó. Cho nên chúng tôi là tuyệt đối.
tuyệt đối là không xây chùa riêng, xây làm gì nhiều, hoặc nhân cái chi nhánh tỉnh thất, hoặc nhân thêm khu gì để khu gì nữa đâu. Như vậy là quá tải, quá mệt, ở yên trong này tôi. Họ chưa đủ lông đủ cánh, như con chim chưa có lông có cánh, cho nó ra nó bay bạch cái vô hâu, cái nó mổ cái chết liền chứ làm cái gì mà sống nổi. Họ chưa đủ sức mà cho họ ra gánh vác một ngôi chùa riêng thử coi. Họ tự tư tự lợi trong đó rồi, cứ cùng cái mấy bà giá bà tới bà giành chùa luôn. Đơn giản đâu, không có đơn giản đâu. Mà tới bà suối cái gì cũng nghe bà hết trơn. Bước đầu bà cho được cái chút xíu tiền cúng dường vài trăm triệu rồi bà lái bà nói cái gì cũng dạ cho coi. Gọi má má ngọt xớt cho coi. Không có đơn giản đâu. Cho nên thành ra là phải y cứ những bộ văn sao, không là chết ngay. Không đơn giản đâu. Đó. Cho nên Ấn Tổ mà suốt 20 năm mà không dám liên lạc với các hai chúng tại gia, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, mình biết Ngài đề phòng cỡ nào. Không phải ghét người khác, nhưng mà sợ cái tâm trầm của Ngài liên lạc qua lại với người trầm, thời gian tâm nhiễm trầm hồi nào không hay. Ngài nói với vị thầy đó, ông lo ông tu hành cho ông liên lạc qua lại với các vị cư sĩ hoài một thời gian á nha. Tôi nói thiệt với ông á, coi như là gần mực thì đen mà gần lửa là cháy. Người ta nói gần mực cái đen, gần đèn cái sáng phải không? Rồi nó gần lửa là cháy. Họ phàm phu không có tu gì hết trơn, họ tham sân si đầy mình, đầy dạ, đầy tâm. Rồi gieo họ rồi họ kéo đi một cái là coi như là má nhìn không ra luôn. Không đơn giản nữa đâu. Nên ra là Ngài là tuyệt đối. Chúng nào ra trong đó Ngài lo Ngài tu thôi. Không phải nói các vị cư sĩ xấu đâu, có những người họ rất là tốt. Nhưng mà điều họ không có chịu tu hành một thời gian, cái tâm tốt đó nó thay đổi một cái là họ xấu kinh hồn khiếp vía luôn, chứ không phải đơn giản đâu. Chứng A-la-hán rồi thì mình yên tâm. Mình yên tâm mà họ cũng yên tâm. Còn chưa chứng A-la-hán mà tham dục còn là thôi chứ chết, chứ không phải đơn giản đâu. Điều này là chúng tôi nói văn sao thôi, chứ không phải là tự ý chúng tôi đâu. Các vị cứ chiêm nghiệm đi rồi thấy. Kinh nghiệm đầy mình, thực sự là già cũng không phải là già, mà trẻ cũng phải là trẻ. 49-50 rồi mà trẻ vậy nữa. Trẻ 18-20 mới là trẻ chứ không. 49-50 rồi nó cũng già rồi chứ. Sức khỏe chúng tôi hôm nay thấy nó khác hơn lúc trước rồi. Thấy không? Mà nói kêu già 8-90 tuổi thì cũng chưa phải, nhưng mà thực ra nó cũng coi như là hâm hâm rồi. Nó già già dữ lắm rồi đó chứ không già. Nên ra là gì? Thì chúng tôi phải lo để mà bổn phận, thân phận mình ở yên một chỗ. Bây giờ hôm nay có sức khỏe thì cứ giảng mỗi ngày 49, 50, 60, 70, 80 như Ấn Tổ ra đi cũng được. Không à? Hoặc là 90, hoặc 95 như Hòa Thượng Tịnh Không cũng được. Hoặc 112 như Ngài Hải Hiền cũng được. Không ngày ngày mai cũng được. Ấn Tổ Ngài nói hay giao phó luôn cho Phật Di Đà. Khi nào Ngài dắt đi thì đi làm việc cho Đức Phật Di Đà luôn. Khỏi phải lo. Hay vô cùng. Ví dụ có những gia đình chúng tôi nói nè, nếu mà cuộc sống không có gì đó thì đi buôn bán rau đồ gì cũng được, rồi làm cái gì đơn giản thôi, mình đủ sống thôi, rồi có dư thì mình cúng dường cho Tam Bảo, nghĩ đến Tam Bảo đi là có cái phước báu hay lắm. Chúng tôi mà bây giờ không nghĩ đến Tam Bảo, là một vị tăng ở trong Tam Bảo thì thôi, bây giờ nó cũng nghèo sơ nghèo sát nghèo mạt nghèo tàn nghèo ho ra cho chứ gì đâu mà, đúng không? Chưa chứng thánh thì cái tâm ích kỷ nó có thì hỏi làm gì có phước để mà sống được, hay không? Nó rõ ràng như vậy. Còn bây giờ mấy anh em vô đây tuy rằng không có đồng nào ngang, hàng ngày là gom cục vàng không á, làm phước cho đại chúng mà đâu phải đơn giản, nó còn hơn vàng đô la nữa chứ, thấy không? Có người mình cứ nhìn hiện vật là thấy có tiền của là mình nghĩ rằng là có chúng bánh, chứ còn cái người có trí, người có thiện căn là họ thích tích lũy công đức phước báo. Không, sự thật là vậy, thấy không? Thôi giờ hết giờ nghỉ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Cái học của người quân tử là vì mình, niệm niệm nhắc nhở mình tự tịnh, giác và mộng hệt như nhau. Chỉ có công phu đến nơi mới hiểu được. Chỉ là hệ giác liền tu trì ngay, lâu ngày ngay trong mộng cũng chẳng làm gì lầm lỡ. Người học đạo nặng đạo niệm một phần, sẽ nhẹ phạm tình một phần, đó là lẽ tất nhiên. Người chưa đoạn hoặc phải thường nỗ lực, nếu một phen phóng túng bệnh cụ nhất định sẽ tái phát. Người đã đoạn sạch kiến tư hoặc mới nên tùy ý hành động,
chẳng cần phải kiềm chế, gìn giữ. Tâm tham sân si ai nấy đều có. Nếu biết đó là bệnh, thế lực của chúng sẽ khó lừng lấy được. Ví như giặc vào nhà người, nếu chủ nhân nhà ấy tưởng là người trong nhà, thì đồ chân báu của cả nhà sẽ bị nó lén trộm mất sạch. Nếu biết nó là giặc, sẽ chặn cho nó ở lại nhà mình dù chỉ một khắc, ắt phải đuổi nó đi thật xa khuất mắt, mới hồng tài bảo chẳng bị mất, chủ nhân yên vui. Cổ đức bảo: chẳng sợ niệm khởi, chỉ e biết chậm. Tham sân si vừa khởi, lập tức biết ngay, nó sẽ lập tức tiêu diệt. Nếu coi tham sân si là ông chủ chánh trong nhà mình, sẽ giống như những giặc làm con, cổ báu trong nhà ắt phải tiêu tán hết. Bị cảnh chuyển là sức tháo trì còn nông cạn, vui giận dấy động bên trong, hiện hành vẻ tốt xấu ngoài mặt. Tháo trì có nghĩa là hàm dưỡng. Nếu coi trọng chánh niệm thì mọi thứ khác đều xem nhẹ. Vì thế người thật sự tu hành phải mài luyện trong trần lao, khiến cho phiền não tập khí dần dần bị tiêu diệt, thì mới là công phu thật sự. Hãy để chuyện đối trị tập khí phiền não trong tự tâm lại đó khoan bằng tới. Chỉ hành trì ngoài mặt, công phu bên trong trống rộng, trái lại còn sanh ngã mạn. Coi công lợi là đức thì càng bị tổn hại nhiều. Ví như ăn cơm phải có rau dưa phụ trợ, lại cũng như thân thể phải dùng áo mạo để trang hoàng. Nơi con đường đạo tu hành dài lâu để liệu sanh tử, sao lại muốn thâm nhập một môn phế sạch các môn khác? Phế sạch các môn khác chỉ lo đạo thức thì còn được, còn trong lúc thường nhật, nếu chẳng phải là bậc Bồ Tát Tái Lai, chắc chắn chưa có một ai lại không trở thành hàng biến nhát ngạo mạn. Bởi lẽ tâm phàm phu thường hay sanh trắng, trời sanh ra vạn vật ắt phải mưa nắng điều hòa, nóng lạnh đắp đổi mới có thể khiến cho mọi vật sanh thành tạo hóa. Giả sử mưa hoài nắng mãi, luôn lạnh luôn nóng, thì dưới khắp cầm trời sẽ chọn chẳng có một vật gì. Huống hồ bọn ta tâm như khỉ vượng, chẳng dùng các biện pháp đối trị, lại muốn nó an trụ một nơi chấn vòng rong ruổi, thì thật là khó lắm, khó lắm. Ai nấy nên tự gắng sức, trở nên thiên chấp một pháp, cũng đừng lăng măng không đầu mối gì hết. Khi làm việc chưa thể niệm tại đâu tâm tại đó, là do chưa đạt đến cảnh giới nhất tâm bất loạn, tâm vô nhị dụng, nên khó tránh khỏi gián đoạn. Chỉ cần luôn giữ được tâm dắt chiếu thì cũng chẳng ngại gì. Bằng đến những ai bị việc đời trói buộc không cách nào thoát được, nếu trong lúc bị buộc ràng mà có thể chẳng bị chúng xoay chuyển, sẽ thoát ngay được những buộc ràng ấy. Như gương chiếu vật, vật đến chẳng cự tuyệt, vật đi chẳng giữ lại. Nếu chẳng hiểu nghĩa này, dù có bỏ sạch việc đời, không còn một việc gì, thì tâm vẫn cứ tán vòng ràng buộc kiên cố, chẳng thể gột sạch. Người học đạo phải làm đúng với bổn phận của mình, tận hết bổn phận. Như vậy dù suốt ngày việc đời bận biểu, vẫn suốt ngày tiểu giao ngoại vật. Câu nói nhất tâm vô trụ, vạn cảnh điều khai, chẳng ghét sáu trần, điều coi chúng là chánh giác, là nói về điều này vậy. Trích dẫn Ấn Quang Đại Sư Giả Ngôn Luật. Muốn cho chân trí hiển hiện thì hãy nên thường khởi giác chiếu đối với mọi ngôn từ cử chỉ hàng ngày, chẳng để hết thảy những tình cảm ý tưởng cháy lẻ tạm thời nảy mầm trong tâm. Thường giữ cho tâm này hư minh đóng triệt, tức trống không sáng suốt thấu suốt, như gương đặt trên đài, gặp cánh nào hiện bóng cạnh ấy, chỉ chiếu cạnh trước mắt, chẳng bị chuyển theo cạnh. Tốt xấu kệ nó, cản chi đến mình. Đến chẳng mong chờ, đi chẳng lưu luyến. Những tình tưởng cháy lẻ, nếu vừa mới manh động, liền phải nghiêm khắc đối trị, trừ khử cho sạch. Như cùng quân giặc đối địch,
chẳng những không cho nó xâm phạm lãnh thổ của mình, mà còn phải chém tướng, đoạt cờ, diệt sạch dư đảng. Phải nghiêm khắc dùng cách chế ngự quân địch như vậy, để tự trị mình đừng lười nhác, đừng sao nhãng. Khắc kỷ, giữ lễ, chú trọng kính, giữ lòng thành. Những khi giới để tự đối trị mình thì nên dùng 4 điều không của Nhân Tự, 3 điều cảnh tỉnh của Mạnh Tử, cách hạn chế lỗi lầm, tự biết mình sai của ông Cừ Bá Ngọc. Lại phải nên nhiệt thành, kinh sợ những tình tượng chế lẻ, như té xuống vực sâu, như đi trên bóng mỏng. Đối địch cùng chúng thì quân oai vang dày, khiến tặc đảng tấm lòng nguội lạnh, hoảng hốt, sợ vướng phải cơn tàn sát diệt chúng nặng nề. Chỉ mong hướng hồng ân vỗ về, từ đấy chúng sẽ khuất phục, đầu hàng, quy thuận sự giáo hóa, đổi sạch tấm trước, chăm tu đức sâu. Tướng chẳng ra khỏi cửa, quân chẳng đổ máu, toàn bộ giặc cướp oán cừu đều thành con đỏ, bọn phản loạn cùng hóa thành dân lành. Trên cái trì giữ tôn phục, cả nước phẳng lặng, chẳng giấy can qua ngồi hưởng thái bình. Những điều vừa nói trên đây là do cách vật nên chi chi, do chi chi nên tự khắc, sẽ làm sáng tỏ đức sáng. Chân thành và minh đức nhất trí thì phàm sẽ thành thánh. Nếu là kẻ căn khí hèn kém, chưa thể tự thấu liễm mình, hãy nên bắt chước ông chịu duyệt đạo. Ngày làm điều gì, đêm đốt hương bấm bạch cùng Thượng Đế. Điều gì mình chẳng dám bấm bạch thì chẳng dám làm. Ông Viên Liễu Phàm chẳng làm các điều ác, vâng làm các điều lành. Mạng do chính mình lập, phước do chính mình cầu, chứ tạo vật chẳng thể tự tiện chiếm quyền. Ông vẫn giữ phép cộng quá cách, hễ khởi tâm động niệm, nói năng làm gì, dù việc thiện hay ác nhỏ nhặt đều ghi lại. Ngõ hầu điều thiện ngày càng tăng, điều ác mỗi ngày mỗi diệt. Lúc đầu thiện ác xen tạp, lâu dần chỉ còn thiện không còn ác. Vì thế có thể chuyển vô phước thành hữu phước, chuyển yếu thọ thành trường thọ, chuyển không con cháu thành lẫm con cháu. Ngay trong đời này đã dự vào bậc thánh hiền, bảo hết sẽ cao đăng cõi cực lạc. Việc làm trở thành khuôn mẫu cho đời, lời nói trở thành pháp thức cho đời. Họ là trượng phu, ta cũng như thế, sao lại tự khinh đến nỗi đành chịu thua kém vậy. Trích dẫn Ứng Quang Đại Sư Giả Ngôn Lục. Nếu như căn cơ hèn kém chưa thể chứng nhập, nếu ước trên sanh diệt môn để luận về nguyên do hậu quả, thì là do mê tâm đuổi theo cảnh, hướng ngoại rong ruổi tìm cầu, khiến toàn thể trí huệ đức tướng biến thành vọng tưởng chấp trước. Vì thế phải nên chú trọng chỗ tinh yếu, chú trọng chuyên nhất, chấp trì thánh hiệu Di Đà, tinh thật nguyện thiết mong cầu vãng sanh Tây Phương. Hành trì lâu ngày, tâm và Phật như một, chẳng lìa ý niệm hiện tại, triệt chứng ngũ ẩn là không. Vọng tưởng chấp trước đã diệt, trí huệ đức tướng cũng không còn. Do tâm tịnh, cõi nước sẽ tịnh, chẳng lìa ngay nơi này, thầm nhập cõi tịch quang. Chỉ có mỗi cách này là cách để chúng ta rút ráo an thân lập mạng mà thôi. Người sống trong thế gian huyễn trụ mấy mươi năm, kể từ khi có hiểu biết đến nay, ngày đêm tính toán bộn bề ngổn ngang, không điều gì chẳng phải là để nuôi thân mình cùng người nhà, giữ thể diện sao cho con cháu quý hiển mà thôi. Xét đến cội nguồn căn bệnh ấy, chỉ là do chấp trước có ngã, chẳng chịu buông xuống. Nỗi lo nghĩ ấy dính chắc, dù Đức Phật có vì mình thuyết pháp cũng chẳng hiểu nổi. Trái lại còn chẳng thèm bận tâm đến diện mạo vì chủ nhân sẵn có của chính mình, mặc tình lưu chuyển theo nghiệp, trầm luân muốn kiếp chẳng đáng buồn ư. Trích dẫn Ứng Quang Đại Sư Giả Ngôn Lục. Nói đến sân tâm là nói đến thói quen từ đời trước. Nay đã biết sân là có hại, vô ích. Đối với hết thảy các sự hiện hữu
hãy nên dùng lượng biến rộng trệ cao để dung nạp. Như vậy thì tập tánh rộng rãi trong đời này sẽ chuyển biến được tập tánh hiệp hồi trong những đời trước. Nếu chẳng do công đối trì, tập khí sân hận càng tăng, tai hại chẳng nhẹ. Còn khi niệm Phật thì phải căn cứ trên tinh thần, khí lực của mình để làm chuẩn, mà niệm lớn tiếng, niệm nhỏ tiếng, niệm thầm và niệm kim cang, tức là niệm có tiếng xe xẻ, người khác chẳng nghe thấy. Những người trì chú gọi cách này là kim cang niệm, chẳng được quá mãnh liệt đến nỗi mắc bệnh. Cái tâm quá mãnh liệt ấy cũng là cái bệnh dục tốc, tức là mong cho mau đạt kết quả. Nếu nay đã chẳng thể niệm ra tiếng, hả trong tâm chẳng niệm thầm được hay sao? Sao lại chỉ hạn chế trong 10 niệm? Huống hồ lúc bệnh nằm trên giường, hả nên để tâm trống rỗng như bị rửa sạch, chọn chẳng niệm gì hoặc niệm chuyện khác, sao bằng càng niệm nhiều danh hiệu Phật. Lúc ấy phải nên giao gấp mọi việc cho người nhà làm thay, luôn nghĩ mình sắp chết, tưởng sắp đọa địa ngục, trong tâm không còn dính mắc sự gì. Dùng tâm thanh tịnh ấy nhớ tưởng Phật tường và thầm niệm Phật danh, cũng như tưởng Quán Thế Âm Bồ Tát và danh hiệu Ngài. Nếu thật sự làm được như thế thì nghiệp chướng quyết định tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng, bệnh tật thuyên giảm, thân tâm khang kiện. Bệnh của các hạ thuộc về túc nghiệp, niệm Phật quá mạnh mẽ tạo duyên cho bệnh phát hiện, chẳng phải hoàn toàn do niệm Phật quá mãnh liệt nên mắc bệnh. Nếu ông chẳng niệm Phật thì cũng do những duyên khác mà bị bệnh. Trên đời kẻ không niệm Phật rất nhiều, hả không có một ai cũng mắc phải căn bệnh đó, cứ khỏe mạnh mãi ư? Hiểu được điều này sẽ chẳng tự lầm lẫn mà bảo là niệm Phật đến bệnh, chỉ tổn hại không ích lợi gì. Trích dẫn Ấn Quang Đại Sư Giả Ngôn Lục. Bệnh và ma đều do túc nghiệp mà thành. Ông chỉ nên chí thành khẩn thiết niệm Phật thì bệnh tự thuyên giảm, ma tự rời xa. Còn như tâm ông chẳng chí thành hoặc khởi các ý niệm bất chánh như tà dâm vân vân, thì toàn thể cái tâm đọa trong hắc ám, khiến ma quấy nhiễu. Lúc niệm Phật xong hồi hướng, ông nên hồi hướng cho hết thầy oan gia trong đời quá khứ, khiến họ đều thấm đẫm lợi ích niệm Phật của ông siêu sanh thiện đạo. Ngoài ra chẳng quản đến gì hết, ma có phát ra tiếng thì cũng chẳng quan tâm đến rồi sợ hãi. Nó im hơi lặng tiếng cũng chẳng quan tâm đến mà sanh hoan hỷ. Chỉ chí thành khẩn thiết niệm, tự nhiên nghiệp chướng tiêu mà phước huệ thấy điều tăng trưởng. Khi xem kinh điển chẳng được làm như kẻ đời nay đọc sách, chọn chẳng có chút nào cung kính, phải trân trọng dường như Phật tổ thánh hiền giáng lâm mới được lợi ích thật sự. Nếu ông làm được như vậy thì tâm địa chánh đại quang minh, bọn tà quỷ tà thần kia không còn đất dung thân nữa. Nếu tâm ông tà trước thì tà chiêu cảm tà, làm sao có thể khiến cho chúng xa lìa không quấy nhiễu được. Quỷ thần dù có tha tâm thông, nhưng thần thông của chúng nhỏ và gần. Nếu nghiệp tầng tình không, sẽ hệt như gương báu đặt trên đài, có hình liền hiện bóng. Ông chẳng chí tâm niệm Phật, lại tỏ nghiên cứu chân tướng này, chẳng biết tâm này liền thành ma chủng, tức dòng giống ma. Ví như gương báu chẳng có mảy may chừng cấu, sẽ tự chiếu trời soi đất. Cái tâm ông bị chừng cấu phủ kín dày chặt, lại muốn được chiếu sáng như vậy, khác nào tấm gương bị bụi phủ dày kín, tròn chẳng thể tỏa ánh sáng. Nếu có phát sáng cũng chỉ là ánh sáng yêu quái, chẳng phải ánh sáng của gương. Hãy bỏ việc đó ra ngoài tâm tưởng, hãy nên như lâm nạn lửa nước như cứu đầu cháy mà niệm Phật, thì không nghiệp hay ma nào chẳng tiêu cả. Trích dẫn Ấn Quang Đại Sư Giả Ngôn Lục. Người học đạo phòng gặp các thứ chẳng như ý, chỉ nên dùng đạo để hiểu.
cảnh nghịch xảy đến bèn vui lòng chịu. Dù có gặp phải những sự nguy hiểm gì, lúc ấy cũng chẳng đến nỗi kinh hoàng, thất chí, làm điều thất thố. Chuyện đã qua, hãy để cho nó qua như giấc mộng đêm trước, sao còn ủ mãi trong lòng, đến nỗi thành bệnh hoảng hốt. Ông đã muốn tu hành, phải biết hết thảy cảnh duyên đều do túc nghiệp cảm vời. Lại phải nên biết, chí thành niệm Phật sẽ chuyển được nghiệp. Chúng ta chẳng làm chuyện thương thiên, tổn đức thì sợ cái gì chứ? Người niệm Phật, thiện thần hộ hộ, tức bảo vệ giáng phước, ác quỷ chính xa, sợ cái gì cơ chứ? Nếu ông cứ sợ mãi sẽ bị vướng ma sợ, rồi oán gia trong vô lượng kiếp thừa dịp tâm ông hoảng sợ đến dọa nạt ông, khiến ông mất trí hóa cuồng để báo oán xưa. Chớ có nói nếu tôi còn niệm Phật, chỉ sợ thình lình sẽ bị như thế. Chẳng biết rằng toàn thể chánh niệm của ông đã quy vào nỗi sợ, nên khi phần xa cách Phật, tương thông với ma, chẳng phải Phật không thiên. Do tâm ông đã mất chánh niệm, nên đến nỗi niệm Phật chẳng được lợi ích toàn phần vậy. Chỉ mong ông thấy chữ viết của quan, bèn quyết liệt gục bỏ tâm trước. Ông chỉ một chồng một vợ, còn lo nỗi gì? Dẫu cho nghiệp chướng hiện tiền, sợ gì chẳng tiêu diệt được nó? Chỉ vì chẳng sợ nên giữ được chánh niệm, thành ra làm việc gì cũng đích đáng, chân thần ổn định, nên tà chẳng thể xâm. Nếu không do tà chiêu tà, túc oán đổ tới, gặp sự không làm chủ được, hành động hoàn toàn thất thố, chẳng đáng buồn ư? Tôi nay vì ông tính kế, hãy nên buông bỏ hoài bão, chẳng nên toan tính hết thảy mọi việc, chẳng nên đảm đương lo lắng mọi việc. Chỉ sợ hành vi có tì vết, chẳng sợ hoa hoàng quý thần. Trích dẫn Ấn Quang Đại Sư Giả Ngôn Lục. Khi tập khí hay còn thì chính mình chẳng biết, chẳng hạn như tập khí của thói quan liêu, chỉ những ai không có thói ấy mới biết. Tự mình có thói tập khí ấy, dẫu người khác có nói thì chính mình vẫn chẳng nhận biết những điều đã được chỉ ra. Người học đạo cần phải trừ tập khí. Tập khí ngạo mạn quả thật là chướng ngại cho sự nhập đạo. Các hạ hãy xét kỹ, quan sát lời nói, hành vi, chắc sẽ biết được. Hễ biết thì còn đạt được lợi ích thù thắng. Lời lẽ này không ai chịu nói, quan một mực lòng dạ thẳng băng, ăn nói thẳng tột, chẳng đề hà kiên kỵ, muốn cho các hạ thật sự được lợi ích chân thật, cho nên tôi lược thuật nguyên do. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Dương Điển Thần. Căn bệnh chung của cả cõi đời hiện thời là nhờ công để lợi tư, khiến cho dân cùng khốn, nước nguy ngập, chiến tranh liên miên. Chúng ta xuất gia làm đệ tử Phật, cố nhiên phải lấy lòng bình đẳng, đại từ đại bi của Đức Phật làm chí hướng, chẳng nên giữ mãi thói kiêu mạn tự đại của người tại gia, coi thường hết thảy, mặc tình xử sự, chẳng tuân theo lề lối cũ. Phải nghĩ chúng ta được trời che đất chở, được cha mẹ giáo dục, nếu chẳng bắt chước tấm lòng của trời đất cha mẹ, sẽ thành kẻ nghịch trời trái lý, gây nhục sâu xa cho đấng sinh thành. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên quyển thượng, thư gửi thầy Minh Bổn. Người xưa nói, thà cho ngàn đời chẳng ngộ, chẳng để ma dựa một lúc. Người thông minh tự kiêu, đa phần phạm phải căn bệnh này. Do trước đó tự tâm đã chứa sẵn chí khí phô trương sai trái hung hăng này, ma bèn thừa cơ xen vào. Nếu chẳng nông nổi bộc chộp tự kiêu, ma sẽ lánh xa. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên quyển thượng, thư trả lời cư sĩ niệm Phật. Tu hành chẳng xí ngốc, quyết khó thể thành tựu. Nhất tâm niệm Phật chính là chánh niệm chẳng như lớn lao. Khi chuyện chẳng ngờ trước xảy đến, dẫu là chuyện chẳng thể thối thác được, hãy nên bình tâm hòa khí, suy xét cẩn thận. Đấy chính là xét lời nói, xem vẻ mặt,
hết sức kỹ càng. Tâm gấp rút chính là chướng ngại lớn cho người tu hành. Buông được cái tâm này xuống thì đương thể sẽ thanh lương. Trong lúc cõi đời rối loạn này, tuổi ông đã gần 50 rồi. Nếu chẳng chịu chích lòng niệm Phật, do đọc sách có chỗ không biết, bèn muốn học giáo. Suy tính kiểu ấy, nếu đem hỏi vị pháp sư khác, chắc vị ấy sẽ bảo là rất tốt. Nếu đem hỏi quan, quan sẽ bảo đấy chính là suy tính chẳng tuân giữ bổn phận. Kẻ ngu một chữ không biết kia còn được vãng sanh Tây Phương, nhưng bậc đại thông gia, thông tông, thông giáo sâu xa vẫn không được hưởng lợi ích ấy. Sao ông lại xem đó là điều tiếc nuối vậy? Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng Thư Trả Lời Cư Sĩ Niệm Phật. Người tu hành tâm trở nên lệch lạc, nếu lệch lạc chắc sẽ mất bệnh. Thân thể yếu đuối thì hãy nên lắng lòng chánh niệm, để tâm thần chẳng rong ruổi theo bên ngoài. Tâm tự quy nhất thì thân cũng dần dần được yên ổn, khỏe mạnh. Nếu muốn được vãng sanh mà tâm này kết chặt chẳng cởi gỡ được, chắc sẽ dấy lên ma sự. Mặc cho nghiệp đến đi, chính mình tự chấn định. Nếu muốn được thành tựu ngay, sẽ như dưa chưa chín đã hái trước, há còn dùng được nữa hay chăng? Ông bạn ít nọ thần kinh suy nhược, một là do tham sắc, hai là do quá mức vọng tưởng, muốn làm chuyện sức mình không thể làm được mà ra. Nếu cởi gỡ được hai điều này, bệnh sẽ tự lành. Nếu không, sau này bị mất trí phát cuồng cũng chẳng biết chừng. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng Thư Trả Lời Cư Sĩ Niệm Phật. Đoạn trừ dâm niệm, sân niệm thật chẳng dễ dàng gì. Nếu chẳng có sợ chứng, quyết chẳng thể rút ráo thanh tịnh. Như 12 câu trong sách Cảm Ứng Thiên: thấy người khác đạt được điều gì giống như chính mình đạt được, vân vân. Nếu có thể, đối với mỗi chuyện đều có thể xét soi tự tâm, dẫu tâm chưa thể thuận ngay, vẫn có thể thường được như vậy. Nhan uyên 3 tháng chẳng trái nghịch điều nhân, nhưng vẫn hơi bị gián đoạn, chưa thể hoàn toàn hòa lẫn thành một khối với lòng nhân được. Mong thành thánh thành hiền là do có người tự gắng sức, nếu phong túng thì sẽ chẳng thế nào diễn tả được. Giống như những kẻ vì nước vì dân hiện thời vậy, chẳng đáng buồn ư? Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng Thư Trả Lời Cư Sĩ Niệm Phật. Trong cõi đời gần đây, bọn thiếu niên do tình dục quá nặng nên buông lung chơi bời, hoặc mê mệt thế thiếp, hoặc do ý chuyên nghĩ đến điều dâm mà tinh thần ngầm bị tổn thương, hoặc thủ dâm để rò rỉ phung phí thứ quý báu nhất. Do vậy thân yếu tâm hèn, chưa già đã suy, học vấn sự nghiệp đều chẳng thành tựu, thậm chí con cái sinh ra đều bấy bớt hoặc khó khôn lớn thành người được, mà thọ mạng của chính mình cũng có thể dài lâu như trong số mạng đã định, chẳng đáng buồn ư? Trích dẫn Văn Sao Tam Biên Quyển II Thư Trả Lời Cư Sĩ Vĩnh Nghiệp. Ở ngân hàng, trong hết thảy mọi lúc, ông phải chú tâm cẩn thận, đừng học thói ăn nói lớn lối, chẳng tích cực dốc lòng vào mọi chuyện nhỏ nhặt. Phải biết thái độ ấy là thái độ của kẻ bại hoại, bởi chưa làm chuyện lớn đã coi thường chuyện nhỏ, tưởng mình tài năng lớn lao, cớ gì phải ràng buộc bởi chuyện này. Phải biết đấy là mầm mống của phường hạ lưu, dối mình lừa người. Phạm người làm việc lớn, quyết chẳng chịu khinh thường chuyện nhỏ. Phạm ai khinh thường chuyện nhỏ, chắc chắn chẳng thể đảm nhiệm chuyện lớn. Vì sao biết vậy? Do quân tử hành xử đúng với địa vị. Ông thuộc địa vị làm chuyện nhỏ, nhưng chẳng chịu chọn hết chức trách và bổn phận, cho rằng ta cần gì phải dùng tâm nơi chuyện này, thì khi được làm chuyện lớn, kiêu căng, phóng túng, buông lung sẽ dấy lên. Ấy là vì cội rễ chưa lập, do đâu mà cành nhánh tươi tốt tỏ rộng cho được. Ví như một người có chút tài mọn, cũng có đôi chút tu trì, trong tâm bèn cảm thấy ta rất cao minh, tu trì dữ lắm.
Do đó, cái tâm ngạo nghễ, ngã mạn sẽ chiêu khởi những oán gia đối đầu từng bị ta hãm hại trong đời trước nhập vào thân tâm hiện thời, đến nỗi tài chẳng thành gì, tôi chẳng ra chi. Nếu kẻ ấy khiêm cung hiếu thuận, do sức tu trì ấy sẽ tiêu diệt được túc nghiệp, tăng trưởng thiện căn, mai sau lâm chung sẽ vãng sanh Tây Phương, được lợi ích thật sự là siêu phàm nhập thánh. So với những kẻ tự lầm lạc ngạo nghễ, lợi hại nào phải chỉ khác biệt như trời với vật. Trích dẫn văn sao tục biên quyển thượng thư trả lời cư sĩ Châu Pháp Lợi, lá thư số 3. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 7. Thank you.